Đây, chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi Sacramento. Đài Tiếng Nước Tôi phát thanh trên làn sóng 1690 AM thứ hai đến thứ sáu từ 1 giờ trưa đến 3 giờ chiều. Xin thân ái kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi thứ sáu gồm có 1 giờ chào cờ và giới thiệu chương trình, tiếp theo là bản tin thời sự trong ngày, 1:30 lịch sử nước nhà, 2 giờ hội thoại, 3 giờ kết thúc chương trình. Cũng trong chương trình, chúng tôi xin kính gửi đến quý thính giả các thông tin thương mại và những bản nhạc chọn lọc hoặc được yêu cầu. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay là thứ Sáu, ngày 26 tháng 3 năm 2021, và ngày âm lịch là ngày 14 tháng 2 năm Tân Sửu. Trước hết, thay cho phần tin tức, chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả theo dõi phần đầu của bài phỏng vấn ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí thư Đảng Việt Tân, về viễn cảnh biến động tại Miến Điện và tác động đối với phong trào dân chủ Việt Nam, do Khiết Ngân, đài V5 TV tin tức Úc Việt thực hiện. Thì xin chú có thể chia sẻ một chút về nhận định của chú về những cái đặc điểm mà chú cho là đặc biệt và nổi bật của cái biến động tại Myanmar lần này, thưa chú. Dạ vâng, cảm ơn cô Khiết Ngân. Thì nói đúng là cái tình hình tại Miến Điện, mặc dù nó mới xảy ra trong vòng 6 tuần lễ vừa qua, kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2021. Và riêng cá nhân tôi thì cũng đã xuất hiện trên một số những cái chương trình để mà chia sẻ về cái tình hình tại Miến Điện. Và cũng như qua cái bản tin vừa rồi mà cô Khiết Ngân có tường thuật ngắn gọn, thì rõ ràng cho thấy rằng là cái bối cảnh hay là cái tình hình diễn ra ở tại Miến Điện đó, theo tôi nó có 5 cái đặc điểm mà nếu chúng ta quan tâm, và tại sao những cái đặc điểm đó nó đưa cái tình hình Miến Điện trở nên phức tạp như ngày hôm nay. Cái đặc điểm đầu tiên đó, phải nói rằng là Miến Điện là một cái quốc gia có rất nhiều sắc tộc và bị phân hóa trầm trọng về cái sự chia rẽ sắc tộc, là bởi vì 135 sắc tộc mà trong đó nó khoảng chừng 15 cái sắc tộc lớn đó, họ xung đột quyền lực, xung đột quyền lợi, xung đột về tôn giáo rất là lớn. Nhưng mà phải nói là trong lần này, sau cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 2 đó là tất cả mọi sắc tộc đều đứng chung một cái chiến tuyến là đấu tranh để phản đối về cái việc mà phe quân đội đã đảo chánh và bắt giữ bà Asu Hinh Chi. Thì tôi nghĩ đây nó là một cái biến cố rất là quan trọng, là khi những sắc tộc mà cùng đứng lên đấu tranh chống lại như vậy đó, thì nó ảnh hưởng đến
nó không phải chỉ người dân Miến mà cả những quốc gia trong vùng, đặc biệt là đối với Ấn Độ và đối với Trung Quốc. Cho nên vì lý do đó mà tôi nghĩ rằng là cái đặc biệt mà trong cái biến cố của Miến Điện ngày hôm nay, đó là sự đoàn kết của cái cộng đồng sắc tộc so với 10 hay 15 năm trước đây. Trong cái cuộc đấu tranh mà giành tự do dân chủ của người Miến Điện, nó vẫn bị phân hóa về vấn đề sắc tộc, nhưng mà lần này đó, cái đặc điểm thứ nhất là cái sự đoàn kết. Và chính vì lý do đó mà mặc dù bị bắn, bị chết, bị tử thương lên cao, mà người ta vẫn túa ra đường. Người ta đó là cái yếu tố đoàn kết của sắc tộc, đó là cái đặc điểm đầu tiên. Cái đặc điểm thứ hai đó là như chị Khiết Ngân vừa có chia sẻ lúc nãy, là cuộc tổng đình công trên toàn quốc nó đã bắt đầu từ ngày thứ hai, tức là ngày 8 tháng 3 vừa qua. Thì bình thường ra trước đây đó, thì chúng ta thấy những cái cuộc biểu tình lớn nhỏ xảy ra từ nhiều thành phố, và cái cuộc biểu tình nó có thể là 1.000 người, hàng trăm ngàn người, hàng triệu người. Nhưng mà kể từ ngày 8 tháng 3, do sự kêu gọi của chính cái công đoàn lao động ở tại Miến Điện, là tất cả những người Miến Điện mặc dù không tham gia biểu tình này chăng nữa, nhưng có thể thể hiện cái hành động chống lại cái cuộc đảo chánh này bằng cách đình công bãi thị, tức là không đi mua bán, không mở tiệm ăn, không đi ngân hàng, và tất cả đều đóng cửa. Thì có thể nói rằng là nó đánh vào cái nền kinh tế của Miến Điện rất là lớn kể ngày 8 tháng 3, tức là cuộc tuần lễ này. Và chưa biết là cái cuộc đình công này nó sẽ kéo dài được bao lâu. Nhưng mà nếu mà càng kéo dài đó, thì cái nền kinh tế của Miến Điện sẽ tê liệt. Mà khi mà tê liệt như vậy đó, thì đây là cái loạt thuốc súng, nó sẽ bộc phát mạnh mẽ hơn. Nó không phải chỉ trên đường phố và trong đời sống của chính những người Miến Điện. Thì đây là cái đặc điểm thứ hai. Và sở dĩ làm sao mà các quốc gia thế giới họ quan tâm là bởi vì có thể bạo loạn sẽ xảy ra. Cái yếu tố thứ ba đó, mà chắc ít ai ngờ đến và ít ai quan tâm, đó là cái sự liên kết của giới trẻ Miến Điện với giới trẻ Hồng Kông, với giới trẻ Thái Lan, với giới trẻ Đài Loan, trong một cái liên minh nó gọi là liên minh trà sữa. Chắc là chị Khiết Ngân và có từng đi du lịch ở tại Thái Lan hay là tại Hồng Kông đó, thì thường thấy một cái ly trà sữa mà người ta bán ở những cái siêu thị hay là bán ở những cái shopping center, thì giới trẻ họ rất thích cái đó. Thì người ta dùng cái danh từ gọi là liên minh trà sữa để nói lên cái sự liên kết, sự hỗ trợ. Và người ta dùng ba cái ngón tay mà trong cái phim mà Hunger Games để nói lên cái biểu tượng tự do dân chủ nhân quyền, để mà và cái sự hỗ trợ đó nó đã tác động cho cái giới trẻ ở tại Miến Điện. Cho nên nó có cái yếu tố mà nãy Khiết Ngân nói rằng là có một anh trẻ có vợ, anh mới nó mới 28 tuổi thôi, nhưng mà vợ biết là đi sẽ gặp khó khăn, nhưng mà vì cái động lực thúc đẩy lý tưởng của tuổi trẻ mà sẵn sàng dấn thân. Và anh nói một câu mà như chị Khiết Ngân vừa nêu đó, là nếu mà cái dân chủ này mình không dám hy sinh thì mình chờ đợi ai hy sinh? Thì chính cái liên minh trà sữa đã kích lên tại cái phong trào đó. Và cái yếu tố mà thứ tư đó, đặc biệt nữa đó, mà nó tạo sự chú ý dư luận mà kể từ 2-3 ngày hôm nay đó, đó là đồng loạt kêu gọi tẩy chay một số những thương hiệu ngoại quốc. Đầu tiên là bia Manmea. Thì cái bia này thì nó là dính với cái hãng Kirin của Nhật Bản, hãng bia Kirin của Nhật Bản. Rồi sau đó đó thì họ tẩy chay một số mặt hàng của Singapore. Rồi bắt đầu từ ngày hôm qua thì biểu tình chống đối một số những công ty của Trung Quốc. Và tôi nghĩ rằng là nếu mà cái làn sóng đấu tranh nó còn lan rộng đó, thì có thể nó sẽ đi đến sự biểu tình chống đối một số công ty. Thì cái việc mà kêu gọi tẩy chay một số công ty này đó, theo tôi đây nằm là một yếu tố chiến lược rất là quan trọng. Là bởi vì sao? Là khi mà kêu gọi đình công, tức là làm tê liệt nền kinh tế của Miến Điện, thì khi mà kêu gọi tẩy chay một số những cái hàng hóa của ngoại quốc bán vào thị trường Miến Điện, thì bắt buộc những công ty này không thể nào tiếp tay để mà buôn bán cộng tác với Miến Điện, với quân Việt. Thì rõ ràng là họ dùng coi như là ảnh hưởng của thương gia để cô lập, nghĩa là cái chính quyền quân Việt. Thì tôi cho đó là một cái điểm đặc thù thứ tư, mà nếu Việt Nam mà trong tương lai mà có biểu tình, tôi nghĩ là phong trào dân chủ mình rất là hay chứ hả? Giống như những bản tin Khiết Ngân đưa đó, Khiết Ngân mình thấy nhưng mà mình không có nhìn rõ được cái vấn đề. Giống như hôm nay chú phân tích, phải nói là chú nhấn ra những cái điểm mà tất cả những cái điểm đó hôm nay mình đưa tin mình biết, nhưng mà mình không có nhìn thấy được nắm rõ. Phải nói là đúng là nói chuyện với chú Khiết Ngân chưa gì con đã học được rất là nhiều thứ. Cảm ơn chú nhiều. Nãy giờ chú đi qua bốn đặc điểm rồi, xin chú chia sẻ thêm một đặc điểm nữa. Khiết Ngân thích quá. Cái đặc điểm thứ năm đó, đặc điểm thứ năm đó thì cũng chính chị Khiết Ngân cũng vừa nêu ra đó,
là cái bà luật sư trẻ, bà phát biểu rằng là ngày hôm qua là bên phía quân đội Miến Điện đã nêu lên thêm một cái tội thứ ba của bà Aung San Suu Kyi, đó là đã nhận hối lộ 600.000 Mỹ kim và coi như là một số vàng. Thì người ta cười, với một cái người đã hy sinh cả cuộc đời đấu tranh vì vấn đề dân chủ nhân quyền, về đến 600.000 đô la hội tham ô nhúng làm để rồi tham ô như vậy đó, rồi vô lý. Thì cái điều này là cái điều thứ năm cho thấy là gì, tức là cái chính quyền quân phiệt họ lật đổ nó không có chính nghĩa, và họ muốn tấn công bà Suu Kyi, và họ cho thấy rõ là bà Aung San Suu Kyi là địch thủ đối với họ, và họ lo sợ rằng là bà này nếu quyền lực và thay đổi vấn đề dân chủ tại Miến Điện, nó sẽ ảnh hưởng đến quyền lực và cũng như là cái sự tồn tại của những cái phe đang cầm quyền ngày hôm nay ở trong quân đội. Cho nên chính vì lý do đó mà điểm thứ năm đó là càng ngày người ta người thấy đó là phe quân phiệt không có chính nghĩa, và cái việc bắt giữ bà Aung San Suu Kyi không có chính đáng, và bà trở thành cái ngọn lửa đấu tranh và tất cả mọi người sẵn sàng hy sinh để tranh đấu cho bà. Và cái việc mà nói rằng là bà tham ô nhúng lậu 600.000 Mỹ kim, nó cho thấy cái sự coi như là phỉ nhổ vào trong cái nền của nhà chính trị ở tại Miến Điện. Và tôi cho cái yếu tố đó là cái yếu tố then chốt đi cùng với một số trình đặc điểm. Cho nên chính vì lý do đó mà tôi nghĩ rằng là cái tình hình Miến Điện đó, thưa chị Khiết Ngân và thưa quý vị, là nó vô cùng phức tạp. Và cái phong trào dân chủ họ đã biết khai dụng để đẩy cái phe quân phiệt càng ngày rơi vào tình trạng gọi là tiến thoái lưỡng nan. Và tôi nghĩ rằng là có lẽ tình hình nó cũng sẽ phải được giải quyết trong thời gian trước mặt, là bởi vì ngày hôm qua Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng đã chính thức lên tiếng và phê phán chỉ trích cái phe quân phiệt và đòi rằng là phải có cái sự đối thoại với bà Aung San Suu Kyi. Thì tôi nghĩ rằng là sớm muộn gì cái tình hình Miến Điện nó cũng phải đi đến cái sự đối thoại giữa hai phe, đó là phe quân phiệt và cũng như là chính quyền dân sự của Liên minh dân quốc gia vì dân chủ, thưa chị Khiết Ngân. Phải nói là đúng là nói chuyện với chú như Khiết Ngân nói, mà Khiết Ngân phải muốn lặp lại thêm một lần nữa. Chứ Khiết Ngân là giống như là cảm thấy mình học được một cách rất là clear, mình thấy rất là clear. Lúc đầu là Khiết Ngân đọc tin mình biết đó, nhưng mà nó có vẻ nó giống như nó mờ nhạt những cái sự kiện đó, mình không có sâu được cái chuỗi sự kiện. Chú nói ra 5 điểm cái mình thấy nó rõ ràng vậy đó. Rất là cảm ơn chú, cảm ơn chú rất là nhiều. Thì chú nói về mình thấy được cái sự phức tạp ở trong cái cuộc biểu tình lần này ha, và cái sự đồng lòng của phải nói rất là nhiều giới, giống như cái điểm thứ nhất mà chú nói đó, là giống như họ đã bỏ qua tất cả những cái dị biệt để mà họ ngồi lại với nhau, họ đồng biểu tình. Rồi nhất là đặc biệt cái nhóm liên minh trà sữa như chú nói, Khiết Ngân cũng thấy được là họ cũng rất là đồng lòng rồi ngoài ra những cái giống như là đồng lòng ngồi lại của nhiều giới, thì cái điều đó mình cảm thấy nó rất là đặc biệt trong cái cuộc biểu tình lần này. Vậy thì thưa chú, với cái tình trạng họ còn đang rất là giằng co hiện bây giờ, thì đối với cái nhìn của chú thì viễn ảnh Miến Điện đó sẽ đi về đâu ở trong cái tình hình hiện tại mà mình thấy nó còn quá là phức tạp như chú nói? Theo chú đó, thì bao lâu thì nó có thể sẽ settle, hoặc là theo chú thì người dân tay không cuối cùng có thể bị khuất phục quân đội hay không, hay là phải chịu thua? Thì chú có thể chia sẻ cái nhìn của chú được không ạ? Câu hỏi rất là hay nhưng mà cũng rất là khó đó cô Khiết Ngân, là bởi vì chúng ta phải làm thầy bói một tí, là bởi vì những tình hình nó khá phức tạp, nhưng mà nó sẽ đi về đâu và xét như thế nào thì đương nhiên cô Khiết Ngân đã hỏi, thì hôm nay tôi xin phép được làm thầy bói một tí để mình luận định tình hình như thế nào. Vâng. Thưa quý vị, là cái tình hình Miến Điện ngày hôm nay đó, theo tôi nó có năm cái factor, hay năm cái thế lực vẫn ảnh hưởng vào tình hình Miến Điện sau khi cuộc đảo chính nó xảy ra vào ngày 1/2 vừa qua. Năm cái yếu tố ảnh hưởng vào tình hình Miến Điện ngày hôm nay đó, thứ nhất là đương nhiên là phe quân phiệt, tức là cái phe mà đang gọi đảo chính và cầm quyền ngày hôm nay, và họ nói rằng là họ sẽ giữ quyền trong vòng 1 năm và sau đó sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử lại và sẽ phải để đưa cái giao quyền lại cho cái phe nào thắng cử. Đó là một cái cái nhóm quân phiệt. Cái nhóm thứ hai thì đương nhiên đó là cái phong trào quân chúng, đó là cái đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ và Aung San Suu Kyi hiện nay coi như là đang mất thế, đang coi như bị lật đổ và đang tổ chức những cuộc biểu tình khắp mọi nơi. Cái thế lực thứ ba đó thì khối ASEAN, là bởi vì tại sao gọi là khối ASEAN, là bởi vì Miến Điện là một thành viên của khối ASEAN, cho nên khối ASEAN phải có trách nhiệm
để giải quyết cái chuyện này. Và cái nguyên tắc của khối ASEAN là tất cả đều phải đồng thuận và dựa trên cái nền tảng là không can thiệp vào vấn đề nội chính. Và trong cái bối cảnh mà của Miến Điện ngày hôm nay đó đó, mà khi khối ASEAN mà dựa trên cái nguyên tắc đồng thuận 100% và không can thiệp vào nội chính, thì làm sao mà giải quyết được cái tình hình Miến Điện nếu trường hợp không có áp lực hay không có vận động. Cho nên tôi nghĩ đây là cái trách nhiệm của khối ASEAN khi mà chấp nhận Miến Điện là một trong những thành viên của mình. Cái thế lực thứ tư đó thì phải nói rằng là Trung Quốc và Ấn Độ là hai quốc gia mà có những cái liên hệ về vấn đề biên giới cũng như vấn đề đầu tư cũng như vấn đề thương mại. Thì ít nhiều gì khi mà cái biến động mà Miến Điện nó xảy ra như vậy, nó làm ảnh hưởng đến những công ty, những thương mại trao đổi giữa Ấn Độ với Trung Quốc, cho nên các quốc gia này họ phải lên tiếng hoặc là phải có một số những cái thái độ nào đó đối với chính quyền quân phiệt. Và cái yếu tố thứ năm sau cùng đó là Hoa Kỳ, đó là các quốc gia phương Tây như là Âu Châu hay là Úc Châu sẽ phải có thái độ, là bởi vì đây nó là những cái vi phạm trong cái nền tảng dân chủ, lật đổ một chính quyền dân sự, lợi dụng một cái lý do là đây là một bầu cử gian lận vào tháng 11 năm ngoái rồi đem chính quyền để lật đổ đó, thì không thể nào chấp nhận trong một cái thể chế độc tài, ở trong một thể chế coi như là dân chủ tự do tôn trọng cái quyền của người dân. Cho nên tôi nghĩ Hoa Kỳ, Úc Châu hay là Âu Châu không thể nào coi như là im lặng đứng ra bên ngoài, cho nên phải có một số những cái áp lực. Thế thì với năm cái thế lực hay là năm cái yếu tố mà ảnh hưởng lên tình hình Miến Điện như vậy đó, thì rõ ràng chúng ta nhìn thấy là cái xu hướng chung của khối ASEAN, Hoa Kỳ, Ấn Độ, kể cả Trung Quốc đó, là muốn làm sao phe coi như là quân Việt phải thả bà A Sương Chị để có cuộc đối thoại và sớm coi như là chấm dứt những cuộc biểu tình trên đường phố đó, bởi vì nó sẽ xảy ra bạo động và nó đưa ra cái sự thương vong nó càng ngày càng nhiều, và cái điều đó thế giới không mong muốn. Và muốn coi như là chấm dứt bạo động, muốn chấm dứt những cuộc thương vong như vậy thì có vấn đề đối thoại, mà muốn đối thoại thành công đó thì bà Sun Chi phải được thả, chứ không thể nào coi như là tiếp tục bắt giữ như vậy. Thì đó là cái áp lực mà tôi nghĩ là phía bên Trung Quốc, phía bên Ấn Độ và phía bên Hoa Kỳ và kể cả khối ASEAN. Vấn đề còn lại đó, đó là phe quân phiệt họ có chấp nhận hay không. Và đối với cái lực lượng của bà Sun Chi đó, đó là mặc dù đối thoại chăng nữa nhưng chắc chắn họ sẽ đòi là phải công nhận cái kết quả của bầu cử tháng 11 hoặc năm ngoái, không có gì coi như là sai cả. Thế thì mà vấn đề còn lại đó, chấp nhận hay không đó chú. đó cho nên vấn đề còn lại đó, đó thì theo tôi nghĩ rằng là có thể khối ASEAN sẽ phải nhảy vào và có thể là sẽ phải có một cuộc bầu cử lại. Nhưng mà phe quân đội đó họ sẽ chấp nhận bầu cử lại, nhưng mà theo họ nói là một năm nữa họ muốn bầu cử, nhưng mà mục tiêu họ là gì? Bầu cử nhưng mà không có bà A Sương Chi. Bởi vì bà biết rằng là quân đội mình nếu để cho bà A Sương Chi mà hiện diện đó thì chắc chắn bà A Sương Chi sẽ thắng, sẽ thắng và sẽ đạt được kết quả giống như cũ. Nhưng mà nếu mà không có bà Sương Chi thì không được. Cho nên tôi nghĩ là cái tình hình sắp đến đây đó, theo tôi nó sẽ có hai cái diễn tiến mà mình sẽ theo dõi. Tức là phe quân đội sẽ kết án bà Sun Chi như thế nào, tức là sẽ kết án 3 năm tù hay 5 năm tù, hay là bà chỉ là quản chế tại gia để rồi đến cuộc bầu cử vào tháng 6 hay là tháng 9 đó, thì bà vẫn tiếp tục ra ứng cử để coi như là trở thành một dân biểu này kiều vật. Còn nếu trường hợp mà họ đó vẫn kết án bà 3 năm hay là 5 năm đó, thì đương nhiên bà sẽ không tham dự rồi đó. Thì tôi nghĩ cái cuộc tổ chức bầu cử của người Việt cũng sẽ không thành công. Sẽ không thành công. Là bởi vì ở phía bên coi như là Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ sẽ họ sẽ coi như là không tham gia. Mà không tham gia thì cái lực lượng dân đối lập họ sẽ chống đối, là bởi vì như chúng ta biết ngày hôm nay đó là tất cả các cái lực lượng coi như sắc tộc đều đứng ủng hộ cái cuộc đấu tranh của Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ. Cho nên tôi nghĩ rằng là có thể nói là quân đội hiện nay đang ở trong tình trạng vô cùng tiến thối lưỡng nan đó chị Khương Ngọc. Dạ.
Cảm ơn chú rất là nhiều. Mà phải nói đó là lúc nãy chú nói về cái tình hình rồi mình nói, nhưng mà nếu mà quân đội họ đòi tới một năm thì cái này không lẽ bây giờ những cái người dân sẽ phải tiếp tục biểu tình tới một năm? Bởi vì tình hình mà mình nhận thấy là những người dân rất là sôi sục, như chú thấy hồi nãy cái anh đó còn trẻ, mặc dù vợ có con vậy đó mà anh vẫn đòi quyết định đi. Và rất là nhiều những cái người trẻ, từ những người già cho tới những người lớn, họ quyết định, họ ngày nào họ cũng đổ ra đường, mặc dù đã có những cái cuộc thảm sát rất là phải nói đẫm máu như vậy. Thì thôi bây giờ mình khoan nói về cái vấn đề đó. Nhưng mà chú nói về cái tình hình nhân hồi nãy chú nhắc về Trung Cộng đó, thì theo chú nghĩ đó là Trung Cộng đóng cái vai trò gì ở trong lần này? Bởi vì ngày hôm qua Kiết Ngân đã có đưa một cái tin đó là quân đội của Myanmar họ đã gọi là lobby với là một cái công ty của bên Canada để nhờ điều đình với lại Quốc hội Mỹ, để bởi vì họ nói họ muốn chơi với bên phía bên Mỹ hoặc là những nước châu Âu chứ họ không muốn chơi với Trung Cộng. Nhưng mà rõ ràng rất là nhiều nguồn tin cho thấy là Trung Cộng là đang đứng ở đằng sau cái này. Thì với cái tầm nhìn của chú đó, với cái kinh nghiệm của chú đó, thì chú nhận định như thế nào về cái vấn đề Trung Cộng và chính quyền Myanmar hiện tại, xin lỗi, quân đội Myanmar hiện tại? Có lẽ để mà quý vị có thể biết cái sự ảnh hưởng của Trung Cộng và Miến Điện như thế nào đó, thì tôi muốn được hơi dài dòng một tí để hiểu rõ về cái tình hình địa chính trị ở tại Á Châu, đặc biệt là tại Đông Nam Á. Thì Trung Quốc với cái thế lực mà hiện nay đang muốn bành trướng để mà đối đầu với Hoa Kỳ và thế giới tự do, và cái tham vọng của Trung Quốc, đặc biệt là tham vọng của Tập Cận Bình đó, là muốn làm sao gọi là lãnh đạo thế giới. Mà muốn thành lãnh đạo thế giới đó thì phải ngăn chặn Hoa Kỳ không coi như là gây ảnh hưởng hoặc là khống chế Á Châu như hiện nay. Mà muốn ngăn chặn Hoa Kỳ khống chế Á Châu đó thì Trung Quốc phải làm sao vối tay ra khỏi cái lục địa của mình, hoa lục của mình, để mà ôm chầm lấy Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Mà muốn ôm chầm Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, nó giống như bên tay phải là Ấn Độ Dương, bên tay trái là Thái Bình Dương, thì muốn vối ra hai cái biển đó đó thì nó phải có hai con đường để đi ra đó. Thì Miến Điện chính là con đường phía bên tay phải để đi ra Ấn Độ Dương, và Việt Nam là bên tay trái để vối ra Thái Bình Dương. Cho nên vì lý do đó mà tại sao Trung Quốc đã liên tục coi như là tạo những áp lực để mà khống chế vấn đề Biển Đông của Việt Nam suốt trong mấy chục năm vừa qua. Là bởi vì đó là cái cửa ngõ họ ra để vói đến vấn đề Thái Bình Dương, để ngăn chặn những cái lực lượng của Hoa Kỳ, kể cả Nhật Bản và kể cả Úc Châu, để đe dọa cái ảnh hưởng của Trung Quốc khi họ vói ra Thái Bình Dương. Ngược lại phía bên Miến Điện, đó là cửa ngõ rất là quan trọng để Trung Quốc vói ra Ấn Độ Dương để ngăn chặn lực lượng của Ấn Độ. Mà ngày hôm nay Ấn Độ là một trong những lực lượng ở trong bộ tứ, cùng với Hoa Kỳ, cùng với Úc Châu, cùng với Nhật Bản. Cho nên Miến Điện hiện nay có thể nói rằng là một cái địa nghĩa ngõ mà suốt trong mấy chục năm vừa qua, dưới thời của phe quân Việt đó, là Trung Quốc đã đầu tư để xây dựng một cái ống dẫn dầu và con đường coi như là cao tốc. Để làm gì? Để trong tương lai khi mà những hàng hóa và những cái dầu mà Trung Quốc mua từ Trung Đông, thay vì đi qua eo biển Malacca rồi lên cái vùng Biển Đông đi rất là xa đó, thì họ đi ngược lên Ấn Độ Dương, đậu lại tổ vùng Miến Điện, để rồi từ đó đưa dầu lên cái vùng coi như là từ Miến Điện đi vô Vân Nam và Trung Quốc rất là nhanh và an toàn dưới sự kiểm soát của Trung Quốc, mà đặc biệt nhất là phe quân đội, và họ sẵn sàng coi như vì vấn đề quyền lợi cộng tác với Trung Cộng. Thì khi chúng ta nhìn thấy rõ như vậy rồi đó thì quả thật là Trung Quốc tìm mọi cách để ảnh hưởng lên Miến Điện, giống như là Trung Quốc hiện nay khống chế Việt Nam hoàn toàn 100%. Người ta chờ đợi là Việt Nam sẽ đi gần với Hoa Kỳ, đi gần với Úc Châu để mà thoát Trung. Theo tôi nghĩ hoàn toàn không bao giờ có, là bởi vì chúng ta nhìn thấy cái quyền lợi của Trung Quốc vối ra Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương như vậy, làm sao mà họ buông được? Khi chúng ta nhìn thấy rồi đó thì chắc chắn là Trung Quốc tìm mọi cách ảnh hưởng đến Miến Điện. Và đương nhiên khi năm 2015, khi mà chính quyền bà Xuân Chi lên để mà xây dựng chính quyền dân chủ, thì mặc dù bà Á Xuân Chi xây dựng chính quyền dân chủ, nhưng mà Miến Điện vẫn là bị lệ thuộc, ảnh hưởng vào cái nền kinh tế Trung Quốc rất là nhiều, cho nên Trung Quốc cũng tạo những ảnh hưởng để hỗ trợ. Và khi mà bà Xuân Chi bị lật đổ rồi đó, thì chính quyền phương Việt lên, thì Trung Quốc họ cũng có nhu cầu bảo vệ quyền lợi của họ tại Miến Điện, thì đương nhiên họ phải hợp tác hỗ trợ. Cho nên cái yếu tố có thể nói rằng là
phe quân Việt cũng được sự hỗ trợ của Trung Quốc đảo chánh đó, thì điều đó có thể có. Nhưng mà phe quân Việt Trung Quốc cũng ủng hộ bà Xuân Chi, cũng có là bởi vì bà Xuân Chi cũng vì cái nhu cầu quyền lợi của Miến Điện cộng tác với Trung Quốc để làm sao phát triển kinh tế, thì cái đó có thể nó nghĩa là sự hỗ trợ qua lại. Cho nên chính vì lý do ngày hôm nay có thể nói rằng là cái việc Trung Quốc ảnh hưởng lên Miến Điện và muốn Miến Điện có những chuyển biến làm sao có lợi cho Trung Quốc, điều đó chắc chắn 100%. Nhưng mà bây giờ giải quyết như thế nào giữa cái tình trạng chính quyền của bà Xuân Chi ăn đi bị lật đổ và phe quân Việt đó, thì quả thật là Trung Quốc hiện nay đang ở trong một tình trạng gọi là tiến thoái lưỡng nan. Quý vị thính giả vừa theo dõi phần đầu của bài phỏng vấn ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí thư Đảng Việt Tân, về viễn cảnh biến động tại Miến Điện và tác động đối với phong trào dân chủ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi tiếp bài phỏng vấn này vào sáng thứ hai tuần tới. Tôi biết quý vị đã nghe thông tin về COVID nhan nhản ở khắp mọi nơi. Tình hình vừa có xu hướng khả quan và vaccine đang được tiến hành, thì COVID có dạng mới lại xuất hiện, có vẻ lây lan nhanh và dễ dàng hơn. Nhưng tin tốt là chúng ta vẫn còn lo liệu được. Điều đơn giản nhất là tiếp tục đeo khẩu trang vừa vặn. Theo CDC, đó là một trong những cách tốt nhất để làm chậm sự lây nhiễm của COVID, cùng với giữ khoảng cách 6 feet, tránh đám đông và tiêm chủng khi đến phiên mình. Vẫn biết những điều này nghe quen thuộc, nhưng đích thật vẫn là cách tốt nhất để làm chậm sự bùng phát của COVID. Toàn thể cộng đồng cần phải đoàn kết để làm được điều đó. Hãy tiêm chủng khi đến phiên mình, tiếp tục đeo khẩu trang, giữ khoảng cách 6 feet và tránh đám đông. Quý vị có biết điều gì thật tuyệt vời đối với tôi không? Thật đơn giản làm sao khi chúng ta đều thực hiện được trách nhiệm của mình để giữ một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn. Chúng ta đều có thể làm được. Tìm hiểu thêm về vaccine tại cdc.gov/coronavirus, được bảo trợ bởi Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ. Chào chị, ở yên trong nhà hoài khó chịu quá chị hả? Tưởng ở nhà là yên thân, nhưng cứ có cảm giác khói thuốc người khác hút làm tôi ngộp thở. Nhiều người nói họ bị hít khói thuốc người khác hút nhiều hơn khi ở nhà đó. Khói thuốc có thể lan tỏa qua ống thông hơi và cả hở trên tường. Khói thuốc người khác hút độc hại không ít. Chị nhớ giữ gìn lá phổi, nhất là lúc này nha. Nhưng biết làm gì đây? Có chứ, có nhiều tài liệu chỉ dẫn cách chống khói thuốc xâm nhập nhà mình. Hãy ghé trang tobaccofreeca.com/việt để tìm hiểu. Nước mắm Nhĩ Việt Hương hiệu Ba Con Cua. Chúng tôi trân trọng giới thiệu cùng quý vị đồng hương một loại nước mắm danh tiếng thơm ngon nhất hoàn cầu, đó là nước mắm Nhĩ Việt Hương hiệu Ba Con Cua. Trong bữa ăn của người Việt, chúng ta không thể thiếu nước mắm để chấm, để nêm thức ăn. Nước mắm Việt Hương với độ mặn dịu dàng, hương vị thơm ngon đúng tiêu chuẩn sở thích của người Việt. Xin mời quý vị dùng thử một lần, chắc chắn quý vị sẽ hài lòng. Nước mắm Việt Hương được bày bán tại khắp các siêu thị chợ Việt Nam. Xin quý vị lưu ý nhìn kỹ nhãn hiệu Ba Con Cua để khỏi mua lầm hàng giả. Để mua đúng hiệu nước mắm Nhĩ Việt Hương, xin nhìn kỹ nắp chai, cạnh đáy chai có chữ Việt Hương và dưới đáy chai có hình ba con cua hay sư tử bay. Nước mắm Việt Hương thơm ngon nhất, sản phẩm Việt Hương nổi tiếng nhất. Mọi liên lạc xin gọi 415-751-7998, 415-751-7998. Xét nghiệm là một bước rất quan trọng để làm chậm độ lây lan của COVID-19. Một số địa điểm thử nghiệm COVID-19 trong quận hạt Sacramento dùng tăm bông quẹt giữa khoang mũi của quý vị. Phương cách này miễn phí, đơn giản, không đau và chính xác, hệt như các phương pháp xét nghiệm khác. Thông tin quý vị cung cấp cho nơi xét nghiệm sẽ được sử dụng để liên lạc và thông báo kết quả cho quý vị trong vòng 3 ngày. Nếu kết quả dương tính, quý vị sẽ nhận được thêm thông tin và nguồn trợ giúp. Xin tìm hiểu thêm tại saccovid19collab.org. Thông điệp này do dự án SaccCollab của Trung tâm Y tế Sierra Health Foundation và Sacramento County cung cấp. Cũng chẳng sao khi bạn thắc mắc làm cách nào mà vaccine được sản xuất nhanh như vậy. Đích thật là nhanh kỷ lục. Cũng chẳng sao vì càng hỏi nhiều càng được yên tâm. Sự thật là khi COVID-19 tràn lan, các nhà khoa học đã nghiên cứu trước và trên đường tìm ra những loại vaccine mà chúng ta cần. Nhiều năm nghiên cứu cộng với sự quyết tâm đã tạo nên thành tích.
họ không bỏ qua bước nào và cũng không đi đường tắt. Hãy theo bước chân của hàng triệu người đã được tiêm chủng an toàn. Hãy làm tròn bổn phận của mình, hãy tiêm chủng vì sức khỏe cộng đồng. Tìm hiểu thêm về các loại vaccine an toàn, công hiệu và miễn phí tại vaccinateall58.com. Đây là thông báo từ Bộ Y tế Công cộng California. Anh sắp đi chợ nè, sẽ về sớm thôi. Em có cần mua gì không? Có. Anh nhớ mua khẩu trang mới nha. Cái này vẫn còn ok mà. Anh đã dùng nhiều lần, nó bị lỏng rồi. Để giảm tốc sự lây lan, chúng ta phải đề cao cảnh giác. Đeo khẩu trang vừa dặn nè, giữ khoảng cách 6 feet nè, tránh tụ tập đình đám, đi chích ngừa khi đến phiên mình. À, còn phải thay khẩu trang cũ kia nữa. Ok, em chỉ lo xa. Với hàng loạt biến thể mới của virus được phát hiện và dễ lây lan hơn, chúng ta không thể buông lỏng ý thức vào lúc này. Em nói có lý đó. Và lúc nào anh cũng muốn làm gương cho con cái noi theo mà, phải không? Chồng em mà. Chúng ta có thể làm được. Học cách bảo vệ mình và gia đình tại cdc.gov/coronavirus. Được bảo trợ bởi Bộ Y tế và Dịch vụ Nhanh sinh Hoa Kỳ. Trung tâm nghỉ ngơi, giải trí, chăm sóc người lớn tuổi ban ngày Love Joy Adult Day Healthcare, Cần Tuyền Registered Nurse, làm việc full time, lương hậu, công việc nhẹ nhàng. Xin liên lạc lovejoyhomecare@gmail.com, 916-661-6194 hoặc fax tới 916-431-7281. Có lẽ bạn đang hoài nghi rằng chắc gì vaccine COVID-19 an toàn cho người Việt như tôi. Chẳng sao cả, càng được giải đáp càng thêm yên tâm. Sự thật là chủng ngừa đã được thử nghiệm qua nhiều tình nguyện viên ở các độ tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe và chủng tộc khác nhau, bao gồm cả người châu Á. Số người tình nguyện lên đến hàng chục nghìn, một nhóm đa sắc tộc như California và cũng đa dạng như những người láng giềng của bạn. Hãy theo bước chân hàng triệu người California đã được tiêm chủng an toàn. Để dập tắt đại dịch này, tất cả phụ thuộc vào quyết định của bạn. Hãy làm tròn bổn phận của mình, hãy tiêm chủng vì sức khỏe cộng đồng. Tìm hiểu thêm về các loại vaccine an toàn, công hiệu và miễn phí tại vaccinateall58.com. Đây là thông báo từ Bộ Y tế Công cộng California. Kính chào quý thính giả. Như chúng ta đã biết, mọi người đều bàn tán về Covid cả năm nay. Từ việc tại sao cộng đồng của chúng ta bị đổ lỗi, cho đến việc bảo vệ gia đình của mình và chọn khẩu trang nào thích hợp nhất. Cho dù chiến dịch tiêm chủng đang được tiến hành, đây không chính là thời cơ để tiếp tục bàn luận, đặc biệt là từ khi có biến thể mới của virus. Vâng, virus đã biến thể, còn virus xuất hiện từ năm ngoái có thể đã khác xa. Vì thế, chúng ta nên tiếp tục khuyên nhau làm chậm sự lây lan bằng cách đeo khẩu trang vừa vặn, giữ khoảng cách 6 feet, tránh đám đông và đi chích ngừa khi đến phiên mình. Đây là những điều vẫn được CDC khuyến khích. Chúng ta cần phải cảnh giác cao, không chỉ vì biến thể mới của virus dễ lây hơn, mà vì càng ít người nhiễm COVID càng làm giảm sự lây lan và càng ít có cơ hội cho COVID biến thể. Cuộc chiến chống bệnh dịch vẫn chưa kết thúc. Chúng ta có vũ khí mạnh hơn là vaccine, nhưng chúng ta vẫn phải thực hiện trách nhiệm của mình thêm một thời gian nữa. Chúng ta có thể làm được. Tìm hiểu thêm về vaccine tại cdc.gov/coronavirus. Quảng cáo này được bảo trợ bởi Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ. Chim gì tìm về nơi rét mưa, còn chúng ta đâu sợ gì gian nan, còn chúng ta. Kính thưa quý vị thính giả, dù sống ở bất cứ nơi đâu, chúng ta những người mang trong mình dòng máu Việt Nam luôn tự hào về lịch sử của dân tộc, về truyền thống bất khuất từ thời vua Hùng Vương dựng nước cho đến ngày nay. Trên dòng lịch sử có những lúc vinh quang, cũng có đôi khi cay đắng. Nhưng với ý chí quật cường của người Việt Nam, nước Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn, dân tộc Việt Nam ngàn đời vẻ vang. Chương trình Lịch sử Phong tục Việt Nam do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách. Kính mời quý vị thính giả cùng tìm về với cội nguồn dân tộc.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trong tiết mục lịch sử phong tục Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về một vị vua của Việt Nam, vua Hàm Nghi. Vua Hàm Nghi là vị vua thứ 8 của nhà Nguyễn. Ông tại vị từ năm 1884 tới năm 1885, sau đó chống Pháp đến năm 1888. Vua Hàm Nghi, tên húy là Nguyễn Phúc Ưng Lịch, còn có tên là Nguyễn Phúc Minh. Ông là con thứ 5 của Kiên Thái Vương Nguyễn Phúc Hồng Cai và bà Phan Thị Nhàn. Ông sinh vào ngày 17 tháng 6 năm Tân Mùi, tức ngày 3 tháng 8 năm 1871. Ông là em ruột của vua Kiến Phúc và Chánh Mông Ưng Kỳ, tức vua Đồng Khánh sau này. Sau khi vua Tự Đức mất, mặc dù các phụ chính đại thần là Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết nắm trọn quyền hành trong việc phế bỏ vua này, rút ngôi vua khác, nhưng họ lại rất thụ động trong việc tìm người trong hoàng tộc có cùng chí hướng để đưa lên ngôi. Cả vua Hiệp Hòa lẫn vua Kiến Phúc đều lần lượt đi ngược lại đường lối của phái chủ chiến hoặc bị mất sớm, trở thành những phần tử không thể không bị loại bỏ khỏi việc triều chính đang rối ren. Sau khi vua Kiến Phúc mất đột ngột, đáng lẽ con nuôi thứ hai của vua Tự Đức là Chánh Mông lên ngôi. Nhưng Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết sợ lập một vị vua lớn tuổi sẽ mất quyền hành, và hai ông chủ trương dứt khoát lựa chọn bằng một ông vua ủng hộ lập trường chống Pháp, nên đã chọn Ưng Lịch. Đây là một người có đủ tư cách về dòng dõi, nhưng chưa bị cuộc sống giàu sang của kinh thành làm vẩn đục tinh thần tự tôn dân tộc. Và quan trọng hơn hết là hai ông có thể định hướng nhà vua về đại cuộc của đất nước một cách dễ dàng. Ưng Lịch từ nhỏ sống trong cảnh bần hàn, dân dã với mẹ ruột, chứ không được nuôi dạy tử tế như hai anh ruột ở trong cung. Khi thấy sứ giả đến đón, cậu bé Ưng Lịch lúc đó đã hoảng sợ và không dám nhận áo mũ mà người ta dâng lên. Sáng ngày 12 tháng 6 năm Giáp Thân, tức ngày 2 tháng 8 năm 1884, Ưng Lịch được dìu đi giữa hai hàng thị vệ, tiến vào điện Thái Hòa để làm lễ lên ngôi vua, đặt niên hiệu là Hàm Nghi, khi đó Ưng Lịch mới 13 tuổi. Khâm sứ Pierre Paul Reynard thấy Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết tự tiện lập vua, không hỏi ý kiến đúng như đã giao kết, nên gửi quân vào Huế bắt triều đình phải xin phép. Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết phải làm tờ xin phép bằng chữ Nôm, nhưng viên khâm sứ không chịu, bắt phải làm bằng chữ Nho. Hai ông phải viết lại, viên khâm sứ mới chịu, và sau đó đi cửa chính vào điện làm lễ phong vương cho vua Hàm Nghi. Công việc đầu tiên mà vua Hàm Nghi phải thủ vai dưới sự hướng dẫn của Tôn Thất Thuyết là tổ chức đón phái đoàn Pháp từ tòa khâm sứ ở bờ nam sông Hương sang điện Thái Hòa làm lễ tôn vương cho nhà vua. Đây là thắng lợi mà phe chủ chiến của triều đình Huế đã đạt được trong việc bảo vệ ngai vàng của Hàm Nghi. Còn đối với người Pháp thì sau những yêu sách đòi hỏi bất thành, họ đành phải nhân nhượng để tránh thêm những rắc rối mới bằng cách chấp nhận một sự việc đã rồi. Lúc 9 giờ sáng ngày 17 tháng 8 năm 1884, phái đoàn Pháp gồm đại tá Guerrier, khâm sứ Reynard, thuyền trưởng Wallachmé cùng với 185 sĩ quan binh lính kéo sang hoàng thành Huế. Guerrier buộc triều đình Huế phải để toàn bộ quân Pháp tiến vào ngõ môn bằng lối giữa, là lối chỉ dành cho vua đi, nhưng Tôn Thất Thuyết nhất định cự tuyệt. Cuối cùng chỉ có 3 sứ giả được vào cổng chính, còn lại các thành phần khác thì đi cổng hai bên. Cả triều đình Huế và phái đoàn Pháp đều mang tâm trạng không vừa lòng nhau, nhưng buổi lễ thọ phong cuối cùng cũng kết thúc êm thấm. Lúc phái đoàn Pháp cáo từ, Tôn Thất Thuyết đã ngầm cho quân lính đóng cửa chính ở ngõ môn lại, cho nên đoàn Pháp lại phải theo hai lối cửa bên để ra về. Nhìn nhận về sự kiện này, Marcel Gauthier đã viết: Vua Hàm Nghi đã giữ được tính chất thiêng liêng đối với thần dân của mình. Vô tình, vị vua trẻ tuổi đã làm được một việc có ảnh hưởng vang dội khắp nước. Với ý chí cương quyết độc lập, và dù người Pháp có đóng quan tại Huế, triều đình An Nam vẫn biểu dương một thái độ không hèn. Thái độ ấy do hội đồng phụ chính đề ra. Hội đồng ấy rất có lý mà tin chắc rằng dân chúng trông vào thái độ của nhà vua để noi theo, xem thái độ ấy như mệnh lệnh chống lại người Pháp, không nói ra bằng lời. Năm sau, 1885, Thống tướng De Courcy được chính phủ Pháp cử sang Việt Nam để phụ lực vào việc đặt nền bảo hộ.
tướng De Courcy muốn vào ý kiến vua Hàm Nghi, nhưng lại muốn là toàn thể binh lính của mình, 500 người, đi vào cửa chính, là cửa dành riêng cho đại khách. Triều đình Huế xin để quân lính đi cửa hai bên, chỉ có các bậc đại tướng, tướng lĩnh là đi cửa chánh, cho đúng với nghi thức triều đình, nhưng De Courcy nhất định không chịu. Đêm 22 rạng 23 tháng 4 âm lịch, tức là ngày 5-6 tháng 7 năm 1885, Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết vì thấy người Pháp khinh mạng vua mình như vậy, đem quân tấn công trại binh của Pháp ở đồn Mang Cá. Đến sáng thì quân Pháp phản công, quân Triều Nguyễn thua chạy, rời bỏ kinh thành Huế. Tôn Thất Thuyết vào cung báo lại việc giao chiến trong đêm và mời vua Hàm Nghi cùng Tam Cung lên đường. Nghe chuyện phải rời khỏi thành, vua Hàm Nghi đã thảng thốt mà nói rằng: ta có đánh nhau với Ai Mô mà phải chạy. Vua Hàm Nghi ngồi trong kiệu bị chao đảo liên tục, đầu bị va đập nhiều lần vào thành kiệu rất đau. Sau cùng nhà vua phải xuống nằm trên võng cho lính cán đi. Nguyễn Văn Tường cho người rước vua Hàm Nghi tới thành Quảng Trị để lánh nạn. Chiều ngày 6 tháng 7 thì cả đoàn mới tới Quảng Trị. Nhưng sau đó ông lại ra trình diện với quân Pháp. Tướng De Courcy hẹn cho Nguyễn Văn Tường 2 tháng phải tìm cách để rước vua về. Nguyễn Văn Tường viết sớ ra Quảng Trị xin rước vua về, nhưng ông Tôn Thất Thuyết cản thư không cho vua biết. Hết hạn 2 tháng, cả gia đình Nguyễn Văn Tường bị De Courcy đày ra Côn Đảo, sau đó đưa tới đảo Tahiti ở Thái Bình Dương. Một thời gian sau, Nguyễn Văn Tường mất, xác được đưa về Việt Nam. Ngày 9 tháng 7, dưới áp lực của Tôn Thất Thuyết, vua Hàm Nghi đành từ biệt Tam Cung, lên đường đi Tân Sở. Hàm Nghi về Tân Sở rồi về vùng Tuyên Hóa, Quảng Bình. Vua Hàm Nghi đã phải chịu nhiều khổ ải vì phải luồn lách giữa núi rừng hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, giữa muôn vàng thiếu thốn, bệnh tật, đói khát và sự hiểm nguy về tính mạng luôn luôn đe dọa. Tại Tân Sở, vua Hàm Nghi tuyên hịch Cần Vương, kêu gọi sĩ phu và dân chúng nổi dậy chống Pháp, giành độc lập. Sự ủng hộ, che chở, giúp đỡ và tham gia nhiệt tình của đồng bào các địa phương từ Quảng Trị qua tới đất Lào, cũng như trong vùng Hà Tĩnh, Quảng Bình, đã cho vua Hàm Nghi thấy được vai trò của bản thân mình, cho nên nhà vua đã không còn cảm thấy bị cưỡng ép như trước nữa. Nhà vua bị những gian lao mà luyện thành người nhẫn nại và đón cuộc phong trần bằng thái độ rất thản nhiên. Dân chúng nổi dậy rất đông, nhưng vì rải rác các nơi cho nên lực lượng không mạnh. Nhà vua đã 2 lần xuống dụ Cần Vương, trong đó có 1 lần gửi thư cầu viện cho Tổng đốc Văn Quý của Triều Mãn Thanh và rất nhiều chỉ dụ khác tới các quan lại, lãnh tụ của phong trào chống Pháp. Tên của ông đã trở thành ngọn cờ của nền độc lập quốc gia. Từ Bắc chí Nam, đâu đâu dân chúng cũng nổi lên theo lời gọi của ông vua xuất hành. Trong suốt thời gian kháng chiến của vua Hàm Nghi, ba bà Thái Hậu và vua Đồng Khánh liên tiếp gửi thư kêu gọi vua trở về, nhưng ông khẳng khái từ chối. Toàn quyền Pháp ở Đông Dương là Pôn Bè cũng đã định lập Hàm Nghi làm vua 4 tỉnh Thanh, Nghệ, Tĩnh, Bình, nhưng cũng không thành. Nhà vua thường nói mình ưa chết trong rừng hơn là trở về làm vua mà ở trong vòng cương tỏa của người. Tại căn cứ địa lãnh đạo phong trào Cần Vương, vua Hàm Nghi được Tôn Thất Thuyết cử con là Tôn Thất Đạm và Tôn Thất Thiệp hộ giá bảo vệ, cùng đề đốc Lê Trực, Nguyễn Phạm Tuân chia nhau phòng thủ và tấn công lực lượng Pháp trong vùng. Tháng 9 năm 1888, tức đội Nguyễn Đình Tình ra đầu thú với Pháp tại đồn Đồng Cá. Nguyễn Đình Tình lại dụ được Trương Quang Ngọc về đầu thú. Sau đó, Nguyễn Đình Tình và Trương Quang Ngọc tình nguyện với Pháp đem quân đi vây bắt vua Hàm Nghi. Đêm khuya ngày 26 tháng 9 năm 1888, vua Hàm Nghi bị bắt khi đang ngủ. Tôn Thất Thiệp bị đâm chết. Nhà vua đã chỉ thẳng vào mặt Trương Quang Ngọc mà nói rằng: mi giết ta đi còn hơn là mi mang ta ra nộp cho Tây. Vua Hàm Nghi khi đó mới 17 tuổi, chống Pháp được 3 năm. Từ đêm hôm đó, ở bờ khe Tá Bào, huyện Tuyên Hóa, nay là huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, Trương Quang Ngọc mang vua Hàm Nghi về các đồn Thanh Lạng, Đồng Ca, rồi sang Quảng Khê
và đến đồn Thuận Bài vào chiều ngày 14 tháng 11 năm 1888. Quân Pháp tổ chức chào đón vua rất long trọng, nhưng vua tỏ ra không hiểu, không nhận mình là vua Hàm Nghi. Viên trung úy chỉ huy quân đội Bonnefoy đã chuyển bức thư của Tôn Thất Đàm gửi cho vua Hàm Nghi xem, nhưng nhà vua ném lá thư xuống bàn và làm như không có can hệ gì đến mình. Viên đề đốc Thanh Thủy là Nguyễn Hữu Viết được Pháp cử tới để thăm hỏi và nhận mặt thì nhà vua giả như không hay biết. Nhưng khi thầy học cũ là Nguyễn Nhuận đến xem thì nhà vua vô tình đứng dậy vái chào. Đến lúc đó thì người Pháp mới yên trí đó là vua Hàm Nghi. Từ Thuận Bài, người Pháp chuyển vua Hàm Nghi qua Bố Trạch rồi vào Đồng Hới và tới cửa Thuận An ngày 22 tháng 11 năm 1888. Lúc này triều đình Huế đã biết tin vua Hàm Nghi bị bắt. Với Đồng Khánh sai quan lại Thừa Thiên và bộ binh ra đón để đưa về Huế. Nhưng người Pháp sợ dân tình sẽ bị kích động khi thấy mặt ông vua kháng chiến, cho nên Pháp đã báo cho viện cơ mật rằng vua Hàm Nghi lúc này tính tình khác thường, về kinh e có điều bất tiện, cần phải đưa đi tịnh dưỡng nơi khác một thời gian. Kỳ thực, người Pháp đã có quyết định dứt khoát với ông vua kháng chiến này là đẩy ông sang xứ Algeria ở Bắc Phi. Reina đã báo cho vua biết là Thái hậu đang ốm nặng, nếu nhà vua muốn thăm hỏi thì sẽ cho rước về gặp mặt. Nghe vậy, vua Hàm Nghi đáp: "Tôi thân đã tù, nước đã mất, còn dám nghĩ gì đến cha mẹ anh em nữa." Rồi vua cáo về phòng riêng. Vào 4 giờ sáng ngày 25 tháng 11 năm 1888, vua Hàm Nghi bị đưa xuống tàu đi vào Lăng Cô. Trước phút rời xa quê hương, nhà vua nhìn lên bờ, không nén được cảm xúc vì nỗi niềm riêng và vận nước nên đã òa khóc. Từ Sài Gòn ngày 13 tháng 12 năm 1888, vua Hàm Nghi bị đưa xuống chiếc tàu mang tên Biên Hòa, vượt đại dương đi Bắc Phi. Do không quen đi trên biển, nhà vua bị say sóng liên miên, nhưng vẫn không hề thốt ra một lời kêu ca oán thán. Chiều Chủ nhật 13 tháng 1 năm 1889, cựu hoàng Hàm Nghi đến thủ đô Angers của Algeria. Lúc này nhà vua vừa bước qua tuổi 18. 10 ngày đầu, cựu hoàng Hàm Nghi tạm trú tại L'Hôtel de la Régence, tức là tòa nhiếp chính. Sau đó ông được chuyển về ở Villa de Pin, gọi là biệt thự rừng thông, thuộc làng Enbia, cách Angers 5 cây số. Ngày 24 tháng Giêng, toàn quyền Tiệc Măng của Algeria tiếp kiến và mời vua Hàm Nghi ăn cơm gia đình. Ít ngày sau, qua toàn quyền Tiệc Măng, cựu hoàng nhận được tin thân mẫu là bà Phan Thị Nhàn, vợ thứ của Kiên Thái Vương, hoàng tử thứ 26 của vua Thiệu Trị, đã từ trần vào ngày 21 tháng Giêng năm 1889 tại Huế. Trong 10 tháng tiếp đó, cựu hoàng Hàm Nghi nhất định không chịu học tiếng Pháp vì ông cho đó là thứ tiếng của dân tộc xâm lược nước mình và vẫn dùng khăn lược, áo dài theo nếp cũ ở quê hương. Mọi việc giao thiệp đều qua thông ngôn Trần Bình Thanh. Như về sau, thấy người Pháp ở Algeria thân thiện, khác với người Pháp ở Việt Nam, cho nên từ tháng 11 năm 1889, ông bắt đầu học tiếng Pháp. Vài năm sau, vua Hàm Nghi có thể nói và viết tiếng Pháp rất tốt. Cựu hoàng Hàm Nghi cũng giao du cùng những trí thức Pháp nổi tiếng. Năm 1899, ông có sang thăm Paris và đến xem một cuộc triển lãm của danh họa Paul Gauguin. Về sau, khi vẽ tranh, Hàm Nghi cũng chịu ảnh hưởng bởi phong cách của Gauguin. Năm 1904, cựu hoàng Hàm Nghi đính hôn với cô Marcel Lalo, sinh vào năm 1884, là con gái của ông Lalo, chánh án tòa thượng thẩm Angers. Đám cưới của họ trở thành một sự kiện văn hóa của thủ đô Angers. Hàm Nghi cùng bà Marcel Lalo có 3 người con, là công chúa Như Mai sinh vào năm 1905, công chúa Như Lý sinh năm 1908 và hoàng tử Minh Đức sinh 1910. Ngày 4 tháng Giêng năm 1943, vua Hàm Nghi qua đời vì bệnh ung thư dạ dày tại biệt thự Gia Long, thủ đô Angers.
Ông được chôn cất ở Sarlat-la-Canéda, vùng Aquitaine, nước Pháp. Trên mộ của vua Hàm Nghi và một số tài liệu có ghi ông mất năm 1944. Ông ra đi mang theo nỗi hờn vong quốc, không bao giờ nguôi ngoai trong tâm trí. Vào cuối tháng 4 năm 2008, hài cốt của vua Hàm Nghi đã được đưa về mai táng tại Huế. Quý vị thính giả vừa theo dõi bài viết về vua Hàm Nghi. Đến đây chương trình Lịch sử phong tục Việt Nam xin được tạm ngưng. Chúng tôi Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin cảm ơn tất cả quý vị đã cùng đến với chương trình này. Anh sắp đi chợ nè, sẽ về sớm thôi. Em có cần mua gì không? Có, anh nhớ mua khẩu trang mới nha. Cái này vẫn còn ok mà. Anh đã dùng nhiều lần, nó bị lỏng rồi. Để giảm tốc sự lây lan, chúng ta phải đề cao cảnh giác. Đeo khẩu trang vừa dặn nè, giữ khoảng cách 6 feet nè, tránh tụ tập đình đám, đi chích ngừa khi đến phiên mình. À, còn phải thay khẩu trang cũ kia nữa. Ok, em chỉ lo xa. Với hàng loạt biến thể mới của virus được phát hiện và dễ lây lan hơn, chúng ta không thể buông lỏng ý thức vào lúc này. Em nói có lý đó. Và lúc nào anh cũng muốn làm gương cho con cái noi theo mà, phải không? Chồng em mà. Chúng ta có thể làm được. Học cách bảo vệ mình và gia đình tại cdc.gov/coronavirus. Được bảo trợ bởi Bộ Y tế và Dịch vụ Nhanh sinh Hoa Kỳ. Chào chị, ở yên trong nhà hoài khó chịu quá chị hả? Tưởng ở nhà là yên thân, nhưng cứ có cảm giác khói thuốc người khác hút làm tôi ngộp thở. Nhiều người nói họ bị hít khói thuốc người khác hút nhiều hơn khi ở nhà đó. Khói thuốc có thể lan tỏa qua ống thông hơi và kẽ hở trên tường. Khói thuốc người khác hút độc hại không ít. Chị nhớ giữ gìn lá phổi, nhất là lúc này nha. Nhưng biết làm gì đây? Có chứ, có nhiều tài liệu chỉ dẫn cách chống khói thuốc xâm nhập nhà mình. Hãy ghé trang tobaccofreeca.com/việt để tìm hiểu. Sân bay Park West Lotus đã mở cửa với khu vực chơi game ngoài trời và các biện pháp an toàn sức khỏe hoàn toàn mới được áp dụng. Chơi các trò chơi yêu thích của bạn một cách an toàn với các tấm chắn trên bàn chơi. Mỗi khách hàng và nhân viên phải đeo khẩu trang, kiểm tra nhiệt độ, tăng cường vệ sinh và áp dụng cách ly khách sân bay. Ghé thăm Park West Casino Lotus ngay hôm nay trong khu Little Sài Gòn tại địa chỉ 6010 Stockton Boulevard, Sacramento. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 916-339-4929 vào trang mạng parkwestcasinolotus.com, gọi 1-800-426-2537 để được giúp đỡ khi có vấn đề về cờ bạc. Hương sen tofu với các món ăn chay ngon miệng, canh chua, canh ngổ qua, mì cang xào lăn, xào sả ớt, mắm thái chay, cá chay kho thơm, đậu hũ kho sả ớt. Rất nhiều món để quý vị chọn lựa và đem về cho những bữa cơm tối đầm ấm của gia đình. Các loại đậu hũ chiên hành, xả ớt, đậu hũ tươi, đậu hũ nước đường và sữa đậu nành nguyên chất. Các món ăn chay hấp dẫn còn bao gồm cả bánh ướt, bò bía, bò cuốn, bánh canh, bún riêu, hủ tiếu chay, xá xíu, xôi, chè. Xin ghé ngay 6830 Stockton Boulevard, Sacramento, điện thoại 916-391-8282, 391-8282. Chủ nhân Hương Sen Tofu trân trọng kính mời. Ba la la cafeina, cà phê ngon lắm bà con ta ơi, chơi mình rót ra cà phê sữa đá hay cà phê sữa nóng muốn là có ngay. Quốc Việt phút bạc cafeina, cafeina là quốc Việt ta. Với
tôi chỉ đơn giản và thuần túy, đơn giản trong cách nấu nướng và thuần túy để gìn giữ tinh túy thức ăn truyền thống Việt Nam. Quốc Việt Food Truyền sản xuất các thương hiệu cốt như cốt phở bò, cốt phở gà cùng 17 loại thương hiệu cốt khác, không dùng bột ngọt MSG hay hóa chất bảo quản. Quốc Việt Food có 8 sản phẩm chay gồm cốt súp chay được Hiệp hội Ăn Chay Vegan chứng nhận trên nhãn hiệu. Sản phẩm Quốc Việt Food luôn luôn đổi mới, bảo đảm hài lòng cho mọi người, mọi giới, mọi nơi. Thật tuyệt vời là cộng đồng của chúng ta đã bắt đầu được chích ngừa, nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận để ngăn chặn sự lây nhiễm và bảo vệ những người chưa được chích ngừa. Cách bảo vệ tốt nhất là mang mặt nạ, rửa tay, giữ khoảng cách an toàn và chích ngừa ngay khi đến phiên mình. Xin viếng sách COVID-19 collab.org để tìm hiểu thêm về vaccine COVID-19 và những thông tin về thời điểm cũng như địa điểm để quý vị được xét nghiệm và chích ngừa. Thông điệp này do dự án sách collab của Trung tâm Y tế Sierra Health Foundation và Sacramento County cung cấp. Tôi biết quý vị đã nghe thông tin về COVID nhan nhản ở khắp mọi nơi. Tình hình vừa có xu hướng khả quan và vaccine đang được tiến hành, thì COVID có dạng mới lại xuất hiện, có vẻ lây lan nhanh và dễ dàng hơn. Nhưng tin tốt là chúng ta vẫn còn lo liệu được. Điều đơn giản nhất là tiếp tục đeo khẩu trang vừa vặn. Theo CDC, đó là một trong những cách tốt nhất để làm chậm sự lây nhiễm của COVID, cùng với giữ khoảng cách 6 feet, tránh đám đông và tiêm chủng khi đến phiên mình. Vẫn biết những điều này nghe quen thuộc, nhưng đích thật vẫn là cách tốt nhất để làm chậm sự bùng phát của COVID. Toàn thể cộng đồng cần phải đoàn kết để làm được điều đó. Hãy tiêm chủng khi đến phiên mình, tiếp tục đeo khẩu trang, giữ khoảng cách 6 feet và tránh đám đông. Quý vị có biết điều gì thật tuyệt vời đối với tôi không? Thật đơn giản làm sao khi chúng ta đều thực hiện được trách nhiệm của mình để giữ một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn. Chúng ta đều có thể làm được. Tìm hiểu thêm về vaccine tại cdc.gov/coronavirus, được bảo trợ bởi Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ. Nếu quý vị không hài lòng với công ty bảo hiểm của mình, hãy khởi đầu bằng một hành trình mới đầy sáng suốt. Agent Long Trần của công ty bảo hiểm American National nói lưu loát cả Anh lẫn Việt ngữ, rất vui mừng được giúp đỡ quý đồng hương và đem lại sự an tâm cho quý vị. American National có đủ các loại bảo hiểm mà quý vị cần: xe, nhà, nhân thọ, thương mại, nông trại. Xin gọi ngay cho Long Trần để được giúp đỡ miễn phí và vô điều kiện. Số điện thoại 916-800-2628, 916-800-2628. Địa chỉ website sectown.insure. Kính chào quý thính giả. Như chúng ta đã biết, mọi người đều bàn tán về COVID cả năm nay, từ việc tại sao cộng đồng của chúng ta bị đổ lỗi cho đến việc bảo vệ gia đình của mình và chọn khẩu trang nào thích hợp nhất. Cho dù chiến dịch tiêm chủng đang được tiến hành, đây cũng chính là thời cơ để tiếp tục bàn luận, đặc biệt là từ khi có biến thể mới của virus. Vâng, virus đã biến thể, còn virus xuất hiện từ năm ngoái có thể đã khác xa. Vì thế chúng ta nên tiếp tục khuyên nhau làm chậm sự lây lan bằng cách đeo khẩu trang vừa vặn, giữ khoảng cách 6 feet, tránh đám đông và đi chích ngừa khi đến phiên mình. Đây là những điều vẫn được CDC khuyến khích. Chúng ta cần phải cảnh giác cao, không chỉ vì biến thể mới của virus dễ lây hơn, mà vì càng ít người nhiễm COVID càng làm giảm sự lây lan và càng ít có cơ hội cho COVID biến thể. Cuộc chiến chống bệnh dịch vẫn chưa kết thúc. Chúng ta có vũ khí mạnh hơn là vaccine, nhưng chúng ta vẫn phải thực hiện trách nhiệm của mình thêm một thời gian nữa. Chúng ta có thể làm được. Tìm hiểu thêm về vaccine tại cdc.gov/coronavirus. Quảng cáo này được bảo trợ bởi Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ. Những điều quan trọng cần biết về vaccine COVID-19. Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC cho biết, vaccine COVID-19 có hiệu quả trong việc tránh cho quý vị bị bệnh COVID-19. Và ngay cả khi bị nhiễm COVID-19, thì bệnh của quý vị cũng không bị trở nặng và tránh được tử vong. Chủng ngừa COVID-19 là phương cách quan trọng để giúp cuộc sống của chúng ta bình thường trở lại. Vaccine COVID-19 không phải là virus đã bị làm yếu đi như vaccine thông thường.
mà là mRNA, một dạng mật mã di truyền của COVID-19, giúp dạy cho hệ miễn dịch của chúng ta cách nhận biết và chiến đấu với chủng virus gây bệnh COVID-19. Thông thường, vài tuần sau khi chủng ngừa, cơ thể mới tạo được hệ thống phòng thủ miễn dịch đối với virus gây bệnh COVID-19. Điều đó có nghĩa là người ta vẫn có thể mắc COVID-19 ngay sau khi chủng ngừa. Bảo vệ bản thân và người khác trước và sau khi chủng ngừa COVID-19 bằng cách đeo khẩu trang che mũi và miệng khi ra khỏi nhà, khi gặp người ngoài gia đình, và nếu đeo hai lớp khẩu trang càng được bảo vệ nhiều hơn, duy trì khoảng cách tối thiểu 6 feet hoặc 2 mét với người khác, tránh tụ tập đông người, tránh nơi đông người, tránh phương tiện di chuyển công cộng, tránh những nơi kém thoáng khí, rửa tay thường xuyên bằng nước và xà bông, rửa kỹ khắp hai tay trong 20 giây, hoặc dùng thuốc sát trùng bôi tay chứa ít nhất 60% alcohol, tránh sờ lên mặt, tránh bắt tay xã giao, che miệng và mũi khi ho hoặc hắt xì, ở nhà nếu không cần thiết phải ra nơi công cộng, nhất là nếu không cảm thấy khỏe. Vaccine COVID-19 an toàn. Hai loại vaccine đang được dùng ở Mỹ cần hai liều để có hiệu quả tối đa. Các mũi trích Pfizer-BioNTech cách nhau 21 ngày, Moderna cách nhau 28 ngày. Mọi người phải dùng cùng một loại vaccine cho cả hai liều. Hàng triệu người ở Hoa Kỳ đã được tiêm vaccine COVID-19 và các loại vaccine này đã trải qua quy trình giám sát an toàn nghiêm ngặt nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Những loại vaccine này không đưa khuẩn COVID-19 vào người của quý vị, do đó không thể làm phát sinh bệnh hay thử nghiệm có dương tính. Quý vị có thể gặp các tác dụng phụ sau khi tiêm chủng, nhưng điều đó là bình thường. Các tác dụng phụ từ việc tiêm chủng COVID-19 như ớn lạnh, sốt hoặc mệt mỏi có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh hoạt hàng ngày, nhưng sẽ biến mất sau vài ngày. Tiêm vaccine ngừa COVID-19 và các loại vaccine khác cần cách nhau 14 ngày. CDC cho biết hãy đợi ít nhất 14 ngày trước hoặc sau khi tiêm một loại vaccine khác, bao gồm cả vaccine cúm, khi muốn tiêm vaccine ngừa COVID-19. Tuy nhiên, nếu quý vị vô tình tiêm một loại vaccine khác trong khoảng thời gian 2 tuần, quý vị vẫn nên hoàn thành loại thuốc COVID-19 theo đúng liệu trình. Chỉ lái xe sau khi tiêm vaccine ít nhất 15 đến 30 phút. CDC yêu cầu tất cả mọi người tiêm ngừa COVID-19 phải đợi 15 phút trước khi lái xe đi. Nếu quý vị có tiền sử bị dị ứng nghiêm trọng thì phải đợi 30 phút trong xe để bảo đảm có thể lái xe an toàn. Các phản ứng thường gặp sau khi tiêm vaccine là đau nhức và sưng tấy tại chỗ tiêm. Nhất là sau lần tiêm thứ hai, người được tiêm có thể gặp các dấu hiệu như sốt, mệt mỏi, đau đầu và ớn lạnh. Nhưng chỉ cần uống thuốc trị nhức đầu như Tylenol, Advil là các triệu chứng này sẽ thuyên giảm và biến mất. Các thắc mắc thường thấy. Thứ nhất, nếu chích một mũi rồi, đến ngày chích mũi thứ hai lại quên và bị bỏ lỡ hoặc sợ có tác dụng phụ thì sao? Trả lời, nghiên cứu hiện tại cho thấy rằng đối với các loại vaccine yêu cầu chích hai mũi, mọi người nên chích đủ để có lợi ích tối đa. Tuy nhiên, chỉ trích mũi đầu tiên vẫn sẽ mang lại một số lợi ích. Các chuyên gia nói rằng không bao giờ là quá muộn để trích liều thứ hai, ngay cả khi quý vị bị trễ hẹn cho lần sau, theo lịch trình. Câu hỏi, nếu đã dính COVID-19, có cần trích ngừa vaccine hay không? Trả lời, cần, vì thực tế là đã có người bị tái nhiễm COVID-19. Hiện tại, các chuyên gia cho biết vẫn chưa biết những kháng thể sẽ tồn tại trong cơ thể bao lâu sau khi nhiễm bệnh, do đó cần phải trích ngừa và áp dụng những biện pháp phòng ngừa nêu bên trên như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn, không tụ tập đông người, tránh chỗ thiếu thoáng khí, rửa tay thường xuyên, v.v. Khả năng miễn dịch mà một người có được từ một lần nhiễm bệnh được gọi là miễn dịch tự nhiên, khác nhau theo từng người và có thể không kéo dài. Khi tái nhiễm có thể nặng hơn và với nguy cơ virus biến thể, các chuyên gia khuyên những bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh nên đi trích ngừa. Câu hỏi, nếu đang bị COVID-19 có nên trích ngừa hay không? Trả lời, không. Điều đó sẽ gây ra nguy cơ lây nhiễm vì người bệnh cần phải cách ly
và chủng ngừa có thể gây ra bất kỳ tác dụng phụ tiềm ẩn nào khác khi cơ thể đang bị bệnh. Câu hỏi, chích ngừa rồi vẫn có thể bị nhiễm virus COVID-19 hay không? Trả lời, có. Các loại vaccine có hiệu quả 90-95%. Điều đó có nghĩa là quý vị vẫn có thể nhiễm virus và vẫn bị bệnh, dù xác suất thấp và bệnh không nặng, cũng như tránh được tử vong. Lý do thứ hai là phải mất vài tuần để cơ thể có được khả năng miễn dịch sau khi chích ngừa. Vì vậy, một người vẫn có thể bị nhiễm COVID-19 ngay trước hoặc sau khi chủng ngừa và họ vẫn bị bệnh. Do đó, vẫn phải duy trì các biện pháp đề phòng như đã nêu bên trên sau khi chủng ngừa, bao gồm đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn, tránh đám đông và chỗ thiếu thoáng khí, rửa tay thường xuyên. Câu hỏi, vaccine COVID-19 hiệu nghiệm trong bao lâu? Có phải chích ngừa hàng năm hay không? Có chống lại được virus biến thể hay không? Trả lời, vì vaccine COVID-19 vẫn còn quá mới, các chuyên gia vẫn đang thử nghiệm xem thuốc chủng ngừa hiệu năng trong bao lâu và có chống được các virus biến thể hay không. CDC sẽ chia sẻ ngay sau khi có thông tin mới. Để biết thêm thông tin cập nhật, vui lòng truy cập cdc.gov/coronavirus. Câu hỏi, chích ngừa COVID-19 vaccine có tốn tiền không? Trả lời, chính phủ liên bang đang cung cấp vaccine miễn phí cho người sinh sống tại Hoa Kỳ. Không ai bị từ chối cung cấp vaccine, kể cả những cư dân không có giấy tờ. Sắp tới, phòng mạch của các bác sĩ, nhà thuốc bán lẻ, bệnh viện và các phòng khám sẽ cung cấp vaccine COVID-19. Quý vị có thể liên lạc với phòng mạch bác sĩ hoặc nhà thuốc địa phương để được thông báo về kế hoạch chủng ngừa ở khu vực gần nhà mình nhất. Câu hỏi, tôi muốn có con sau này, vậy sử dụng vaccine COVID-19 có an toàn không? Trả lời, có. Những người muốn mang thai sau này đều có thể sử dụng vaccine COVID-19. Dựa trên kiến thức hiện tại, các chuyên gia tin rằng vaccine COVID-19 không có khả năng gây rủi ro cho người muốn mang thai trong ngắn hay dài hạn. Các nhà khoa học đã nghiên cứu kỹ tác dụng phụ của vaccine và sẽ tiếp tục nghiên cứu trong nhiều năm nữa, tương tự như các loại vaccine khác. Hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy kháng thể hình thành từ việc tiêm chủng COVID-19 gây ra bất cứ vấn đề nào với thai kỳ, kể cả sự phát triển của nhau thai. Những người đang cố gắng có thai ở thời điểm hiện tại hoặc có kế hoạch mang thai trong tương lai có thể sử dụng vaccine COVID-19 an toàn. Câu hỏi, vaccine COVID-19 có làm thay đổi DNA của tôi hay không? Câu trả lời, không. Vaccine COVID-19 mRNA không thay đổi hay tương tác với DNA của quý vị bằng bất cứ hình thức nào. Vaccine RNA truyền tin hay message RNA, còn gọi là mRNA, là vaccine COVID-19 đầu tiên được cấp phép sử dụng ở Hoa Kỳ. mRNA giúp các tế bào của chúng ta tạo ra kháng thể chống COVID-19 khi bị virus này xâm nhập. mRNA trong vaccine COVID-19 không xâm nhập vào nhân tế bào nơi chứa DNA của quý vị. Điều này có nghĩa là mRNA không thể tác động hay tương tác với DNA của chúng ta bằng bất cứ hình thức nào. Thay vào đó, vaccine COVID-19 mRNA hoạt động với hệ thống bảo vệ tự nhiên của cơ thể nhằm phát triển khả năng miễn dịch chống lại bệnh tật một cách an toàn. Vaccine COVID-19 và miễn dịch cộng đồng. Miễn dịch cộng đồng nghĩa là có đủ số lượng người trong cộng đồng đã được miễn nhiễm vì họ đã từng bị nhiễm bệnh hoặc đã được chủng ngừa. Miễn dịch cộng đồng giúp ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh giữa người với người, đồng thời bảo vệ những đối tượng không thể tiêm chủng như trẻ sơ sinh hoặc người bị dị ứng với vaccine. Tỷ lệ phần trăm số người đã được miễn nhiễm để đạt được miễn dịch cộng đồng tùy thuộc vào căn bệnh. Các chuyên gia vẫn chưa rõ phần trăm người cần được chủng ngừa là bao nhiêu để đạt được mức miễn dịch cộng đồng đối với COVID-19. CDC và các chuyên gia đang nghiên cứu về miễn dịch cộng đồng và sẽ cung cấp thêm thông tin khi có thể. Tuy nhiên, chính phủ cho biết cần gấp rút chích ngừa càng nhiều người càng tốt
nhất là trước nguy cơ virus biến thể xuất hiện, để mau chóng đạt được miễn dịch cộng đồng và ngăn chặn đại dịch COVID-19. Kính chào quý thính giả. Như chúng ta đã biết, mọi người đều bàn tán về COVID cả năm nay. Từ việc tại sao cộng đồng của chúng ta bị đổ lỗi, cho đến việc bảo vệ gia đình của mình và chọn khẩu trang nào thích hợp nhất. Cho dù chiến dịch tiêm chủng đang được tiến hành, đây không chính là thời cơ để tiếp tục bàn luận, đặc biệt là từ khi có biến thể mới của virus. Vâng, virus đã biến thể, còn virus xuất hiện từ năm ngoái có thể đã khác xa. Vì thế chúng ta nên tiếp tục khuyên nhau làm chậm sự lây lan bằng cách đeo khẩu trang vừa vặn, giữ khoảng cách 6 feet, tránh đám đông và đi chích ngừa khi đến phiên mình. Đây là những điều vẫn được CDC khuyến khích. Chúng ta cần phải cảnh giác cao, không chỉ vì biến thể mới của virus dễ lây hơn, mà vì càng ít người nhiễm COVID càng làm giảm sự lây lan và càng ít có cơ hội cho COVID biến thể. Cuộc chiến chống bệnh dịch vẫn chưa kết thúc. Chúng ta có vũ khí mạnh hơn là vaccine, nhưng chúng ta vẫn phải thực hiện trách nhiệm của mình thêm một thời gian nữa. Chúng ta có thể làm được. Tìm hiểu thêm về vaccine tại cdc.gov/coronavirus. Quảng cáo này được bảo trợ bởi Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ. Chào chị, ở yên trong nhà hoài khó chịu quá chị hả? Tưởng ở nhà là yên thân, nhưng cứ có cảm giác khói thuốc người khác hút làm tôi ngộp thở. Nhiều người nói họ bị hít khói thuốc người khác hút nhiều hơn khi ở nhà đó. Khói thuốc có thể lan tỏa qua ống thông hơi và cả hở trên tường. Khói thuốc người khác hút độc hại không ít. Chị nhớ giữ gìn lá phổi, nhất là lúc này nha. Nhưng biết làm gì đây? Có chứ. Có nhiều tài liệu chỉ dẫn cách chống khói thuốc xâm nhập nhà mình. Hãy ghé trang tobaccofreeca.com/việt để tìm hiểu. Nước mắm nhĩ Việt Hương hiệu Ba Con Cua. Chúng tôi trân trọng giới thiệu cùng quý vị đồng hương một loại nước mắm danh tiếng thơm ngon nhất hoàn cầu, đó là nước mắm nhĩ Việt Hương hiệu Ba Con Cua. Trong bữa ăn của người Việt, chúng ta không thể thiếu nước mắm để chấm, để nêm thức ăn. Nước mắm Việt Hương với độ mặn dịu dàng, hương vị thơm ngon đúng tiêu chuẩn sở thích của người Việt. Xin mời quý vị dùng thử một lần, chắc chắn quý vị sẽ hài lòng. Nước mắm Việt Hương được bày bán tại khắp các siêu thị chợ Việt Nam. Xin quý vị lưu ý nhìn kỹ nhãn hiệu Ba Con Cua để khỏi mua lầm hàng giả. Để mua đúng hiệu nước mắm nhĩ Việt Hương, xin nhìn kỹ nắp chai, cạnh đáy chai có chữ Việt Hương và dưới đáy chai có hình ba con cua hay sư tử bay. Nước mắm Việt Hương thơm ngon nhất, sản phẩm Việt Hương nổi tiếng nhất. Mọi liên lạc xin gọi 415-751-7998, 415-751-7998. Cũng chẳng sao khi bạn thắc mắc làm cách nào mà vaccine được sản xuất nhanh như vậy. Đích thật là nhanh kỷ lục. Cũng chẳng sao vì càng hỏi nhiều càng được yên tâm. Sự thật là khi COVID-19 tràn lan, các nhà khoa học đã nghiên cứu trước và trên đường tìm ra những loại vaccine mà chúng ta cần. Nhiều năm nghiên cứu cộng với sự quyết tâm đã tạo nên thành tích. Họ không bỏ qua bước nào và cũng không đi đường tắt. Hãy theo bước chân của hàng triệu người đã được tiêm chủng an toàn. Hãy làm tròn bổn phận của mình, hãy tiêm chủng vì sức khỏe cộng đồng. Tìm hiểu thêm về các loại vaccine an toàn, công hiệu và miễn phí tại vaccinateall58.com. Đây là thông báo từ Bộ Y tế Công cộng California. Chính phủ Mỹ vừa tuyên bố toàn quốc sẽ có thể được chích ngừa vào đầu tháng 5 với 3 loại vaccine đã được chứng minh là an toàn và hiệu nghiệm hiện nay. Đó là Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson. Cơ quan kiểm soát dịch bệnh CDC cũng loan báo là những người đã được chích ngừa hoàn toàn, tức 2 lần với Pfizer hoặc Moderna hoặc 1 lần với Johnson & Johnson và sau 2 tuần lễ để cơ thể có đủ thời gian tạo sức đề kháng, sẽ có thể gặp nhau hoặc gặp những người mà rủi ro mắc bệnh thấp như trẻ em hoặc tuổi trẻ không có chỉ dấu bệnh, bắt tay và ôm thân mật mà không cần phải đeo khẩu trang hay giữ khoảng cách an toàn. Tuy nhiên, vẫn phải đeo khẩu trang giữ khoảng cách 6 feet đối với người lạ hay ở nơi công cộng, vẫn cần giới hạn việc di chuyển bằng phương tiện công cộng, giới hạn đi du lịch và tránh đám đông. Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC cho biết, vaccine COVID-19 có hiệu quả trong việc tránh cho quý vị bị bệnh COVID-19 và ngay cả khi bị nhiễm COVID-19 thì bệnh của quý vị cũng không bị trở nặng và tránh được tử vong. Chủng ngừa COVID-19 là phương cách quan trọng để giúp cuộc sống của chúng ta bình thường trở lại. Chính phủ cho biết cần gấp rút chích ngừa càng nhiều người càng tốt, nhất là trước nguy cơ virus biến thể xuất hiện,
để mau chóng đạt được miễn dịch cộng đồng và ngăn chặn đại dịch COVID-19. Xét nghiệm là một bước rất quan trọng để làm chậm độ lây lan của COVID-19. Một số địa điểm thử nghiệm COVID-19 trong quận hạt Sacramento dùng tăm bông quẹt giữa khoang mũi của quý vị. Phương cách này miễn phí, đơn giản, không đau và chính xác, hệt như các phương pháp xét nghiệm khác. Thông tin quý vị cung cấp cho nơi xét nghiệm sẽ được sử dụng để liên lạc và thông báo kết quả cho quý vị trong vòng 3 ngày. Nếu kết quả dương tính, quý vị sẽ nhận được thêm thông tin và nguồn trợ giúp. Xin tìm hiểu thêm tại saccovid19collab.org. Thông điệp này do dự án SacCollab của Trung tâm Y tế Sierra Health Foundation và Sacramento County cung cấp. Anh sắp đi chợ nè, sẽ về sớm thôi. Em có cần mua gì không? Có. Anh nhớ mua khẩu trang mới nha. Cái này vẫn còn ok mà. Anh đã dùng nhiều lần, nó bị lỏng rồi. Để giảm tốc sự lây lan, chúng ta phải đề cao cảnh giác. Đeo khẩu trang vừa dặn nè, giữ khoảng cách 6 feet nè, tránh tụ tập đình đám, đi chích ngừa khi đến phiên mình. À, còn phải thay khẩu trang cũ kia nữa. Ok, em chỉ lo xa. Với hàng loạt biến thể mới của virus được phát hiện và dễ lây lan hơn, chúng ta không thể buông lỏng ý thức vào lúc này. Em nói có lý đó. Và lúc nào anh cũng muốn làm gương cho con cái noi theo mà, phải không? Chồng em à. Chúng ta có thể làm được. Học cách bảo vệ mình và gia đình tại cdc.gov/coronavirus. Được bảo trợ bởi Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ. Thật tuyệt vời là cộng đồng của chúng ta đã bắt đầu được chích ngừa, nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận để ngăn chặn sự lây nhiễm và bảo vệ những người chưa được chích ngừa. Cách bảo vệ tốt nhất là mang mặt nạ, rửa tay, giữ khoảng cách an toàn và chích ngừa ngay khi đến phiên mình. Xin viếng sách COVID-19collab.org để tìm hiểu thêm về vaccine COVID-19 và những thông tin về thời điểm cũng như địa điểm để quý vị được xét nghiệm và chích ngừa. Thông điệp này do dự án SacCollab của Trung tâm Y tế Sierra Health Foundation và Sacramento County cung cấp. Có lẽ bạn đang hoài nghi rằng chắc gì vaccine COVID-19 an toàn cho người Việt như tôi. Chẳng sao cả, càng được giải đáp càng thêm yên tâm. Sự thật là chủng ngừa đã được thử nghiệm qua nhiều tình nguyện viên ở các độ tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe và chủng tộc khác nhau, bao gồm cả người châu Á. Số người tình nguyện lên đến hàng chục nghìn, một nhóm đa sắc tộc như California và cũng đa dạng như những người láng giềng của bạn. Hãy theo bước chân hàng triệu người California đã được tiêm chủng an toàn. Để dập tắt đại dịch này, tất cả phụ thuộc vào quyết định của bạn. Hãy làm tròn bổn phận của mình, hãy tiêm chủng vì sức khỏe cộng đồng. Tìm hiểu thêm về các loại vaccine an toàn, công hiệu và miễn phí tại vaccinateall58.com. Đây là thông báo từ Bộ Y tế Công cộng California. Tôi biết quý vị đã nghe thông tin về COVID nhan nhản ở khắp mọi nơi. Tình hình vừa có xu hướng khả quan và vaccine đang được tiến hành, thì COVID có dạng mới lại xuất hiện, có vẻ lây lan nhanh và dễ dàng hơn. Nhưng tin tốt là chúng ta vẫn còn lo liệu được. Điều đơn giản nhất là tiếp tục đeo khẩu trang vừa vặn. Theo CDC, đó là một trong những cách tốt nhất để làm chậm sự lây nhiễm của COVID, cùng với giữ khoảng cách 6 feet, tránh đám đông và tiêm chủng khi đến phiên mình. Vẫn biết những điều này nghe quen thuộc, nhưng đích thật vẫn là cách tốt nhất để làm chậm sự bùng phát của COVID. Toàn thể cộng đồng cần phải đoàn kết để làm được điều đó. Hãy tiêm chủng khi đến phiên mình, tiếp tục đeo khẩu trang, giữ khoảng cách 6 feet và tránh đám đông. Quý vị có biết điều gì thật tuyệt vời đối với tôi không? Thật đơn giản làm sao khi chúng ta đều thực hiện được trách nhiệm của mình để giữ một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn. Chúng ta đều có thể làm được. Tìm hiểu thêm về vaccine tại cdc.gov/coronavirus, được bảo trợ bởi Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ. Những phương cách lành mạnh để đối phó với căng thẳng tinh thần do COVID-19. Thứ nhất, tạm ngưng xem, đọc hoặc nghe các tin tức, tránh xa màn hình điện thoại, TV và máy tính trong một thời gian. Thứ hai, chích ngừa COVID-19 sẽ giúp cho quý vị bớt lo lắng, yên tâm, thoải mái hơn. Thứ ba, hãy chăm sóc sức khỏe của chính mình bằng cách hít thở sâu, tập căng giãn bắp thịt,
hoặc thiền định. Cố gắng ăn các bữa ăn lành mạnh, có đầy đủ chất dinh dưỡng, tập thể dục thường xuyên, ngủ nhiều, tránh sử dụng rượu, bia, thuốc lá và các chất kích thích quá độ. Thứ tư, dành thời gian thư giãn và làm một số hoạt động mà quý vị thích. Thứ năm, liên lạc với người thân, bạn bè để chia sẻ tâm tình. Thứ sáu, giữ liên lạc với các tổ chức cộng đồng hoặc tôn giáo qua mạng xã hội hay điện thoại. Thứ bảy, chủ động liên lạc, thăm hỏi người thân hay quen biết một cách thường xuyên sẽ giúp đem lại sự ấm áp và niềm vui cho họ lẫn cho mình. Thứ tám, tìm đến những nguồn giúp đỡ miễn phí và bảo mật về khủng hoảng để được kết nối với một chuyên gia tư vấn có chuyên môn, có trình độ trong khu vực. Nếu quý vị đang bị khủng hoảng, hãy tìm sự trợ giúp tức thì bằng cách gọi 911, 911 hay đường dây quốc gia về ngăn chặn tự tử 1-800-273-8255, 1-800-273-8255. Những trò lừa đảo cần biết liên quan tới COVID-19. Thứ nhất, hãy đề phòng những thông tin sai lệch về vaccine và thuốc chữa COVID-19. Hiện nay, chỉ có 3 loại vaccine được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Chính phủ Mỹ chuẩn thuận là Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson. Hãy ghi danh và đến trích ngừa tại các trung tâm do chính phủ địa phương tổ chức, trung tâm sức khỏe cộng đồng, các nhà thương, phòng mạch bác sĩ hoặc các tiệm thuốc Tây. Chủng ngừa càng sớm càng tốt với bất kỳ vaccine nào có sẵn, miễn là loại đã được CDC chứng nhận ở những cơ quan chính thức nêu trên. Hiện chưa có thuốc chữa bệnh COVID-19, mà chỉ khi bệnh trở nặng thì nhà thương mới được phép cứu chữa bằng một số dược liệu và phương pháp. Đừng sợ thuốc chích ngừa COVID-19 sẽ tác hại như những lời đồn đãi của một số thành phần chống chủng ngừa. Cơ quan CDC cho biết thuốc rất an toàn và hiệu nghiệm, giúp đỡ cho đời sống của quý vị sớm trở lại bình thường. Nếu có nhiễm coronavirus thì bệnh cũng rất nhẹ, không phải nằm nhà thương và tránh được tử vong. Chủng ngừa là phương pháp hiệu nghiệm để chấm dứt đại dịch. Hiện đã có 1/4 dân số được chủng ngừa mũi thứ nhất và 15% dân số được chủng ngừa toàn bộ. Chủng ngừa không tốn tiền và miễn phí cho cả những cư dân không có giấy tờ hợp lệ. Ai tính tiền quý vị khi chủng ngừa là trái pháp luật và sẽ bị trừng phạt. Cẩn thận bị lừa đảo tiền và các dữ kiện cá nhân. Thứ nhất, nếu có ai đó gọi cho bạn để yêu cầu cung cấp số an sinh xã hội hoặc thẻ tín dụng hoặc thông tin tài khoản ngân hàng để ghi danh nhận vaccine, bạn hãy từ chối ngay. Không ai làm điều này, ngay cả tại các điểm phân phối vaccine hoặc các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Thứ hai, cơ quan thương mại FTC khuyến cáo mọi người cẩn thận với các nguồn bán sản phẩm, phương pháp hoặc thuốc điều trị COVID-19, tham vấn với các chuyên gia y tế hoặc các bác sĩ riêng trước khi nhận bất kỳ điều trị nào liên quan đến COVID-19. Nếu bạn nhận được một cuộc gọi, tin nhắn, email hoặc ai đó gõ cửa nhà bạn tuyên bố rằng họ có thể giúp bạn chích ngừa sớm, hãy từ chối ngay. Đó là một trò lừa đảo. Hãy báo cáo vấn đề này cho FTC hoặc gọi 1-877-382-4357, 877-382-4357 để báo cáo sự lừa đảo. Bạn cũng có thể gửi đơn khiếu nại đến Bộ Tư pháp tiểu bang dành cho người tiêu thụ là consumerresources.org của Hiệp hội Luật sư Quốc gia. Để chủng ngừa, quý vị có thể ghi danh qua My Turn California COVID-19 Vaccine hoặc Sacramento County COVID-19.
Mời quý vị cùng bước vào phần hội thoại với vị đại diện của công ty Quốc Việt Food và Cafina. Mình thì xin chào Tái Ngộ Thu Hương. Hôm nay Thu Hương khỏe không? Dạ vâng, cảm ơn chị Minh Thi. Em rất khỏe. Thân mến chào chị Minh Thi và thân mến chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi tại thủ phủ Sacramento. Không biết là chị Minh Thi trong cái tuần Spring Break, có những trường được Spring Break, có những trường sẽ tuần sau nữa. Thì em không biết rằng là chị ở nhà có ai có Spring Break không hả chị? Dạ vâng, Spring Break thì con cháu về nhà chơi thôi chứ còn mình thì nghĩ vẫn chưa phải là cái giai đoạn để mình có thể đi du lịch xa đó Thu Hương. Mặc dù vẫn có nhiều người làm cái chuyện đó nhưng mà theo lời khuyên của các chuyên gia về COVID-19 chúng ta vẫn nên cố gắng ở nhà. Có lẽ là để dành đến mùa hè. Mình thì thấy một cái tin vui mới nhất đó là chính quyền của Tổng thống Joe Biden đoán là có thể cuối tháng 5 này đó thì mình sẽ có thể chích ngừa tới 300 triệu liều thuốc, tức là ít nhất mỗi người Mỹ đã nhận được một liều thuốc đó Thu Hương. Vâng, vậy đó đúng là một cái tin thật là vui. Và em biết là ở bên Texas là ngày thứ hai này là sẽ mở ra cho các em 16 tuổi trở lên là chích hết. Thì em cũng rất là vui vì mình cũng có những cái tin tức mà khả quan cho về vấn đề mà phòng chống dịch. Nhưng tuy nhiên em thấy là nhiều khi mình chích ngừa xong rồi mình tự tin quá, mình không đeo khẩu trang cũng không được đâu chị ơi. Đúng như vậy, và chúng ta dù chích ngừa rồi vẫn phải đeo khẩu trang, vẫn phải đứng cách xa những cái người lạ đó. Dĩ nhiên là với con cháu, những người mà đã chích ngừa rồi chẳng hạn thì chúng ta có thể đứng gần nhau và không cần đeo khẩu trang. Nhưng mà đối với những người lạ và khi chúng ta đi ra ngoài đường, đi đến chợ hay là đi đến những nơi đông người thì vẫn nên
đeo khẩu trang, vẫn nên đứng cách xa, và đặc biệt vẫn chưa dám, gia đình của Minh Thi vẫn chưa dám quần tụ nhau mà thật là đông đó thưa. Dạ vâng, nhà chúng em cũng vậy, cũng vẫn phải tuân thủ, tại vì có nhiều cái mình không biết trước được, thì thôi mình cứ phòng cho nó tốt cho mình và tốt cho mọi người. Chị biết rằng là trong cái tuần này là cái tuần mà cuối cùng sẽ ăn chay cho người Công giáo, về cái ngày mùng 4 tháng 4 này, chủ nhật April 4 này sẽ là Easter Sunday, là sẽ hết cái việc ăn chay vào bữa vào mỗi ngày thứ sáu, vào mỗi ngày thứ sáu. Và ngoài ra thì cái thứ sáu tuần sau sẽ là thứ sáu Good Friday, sẽ là ăn chay kiêng thịt nguyên một ngày. Cho nên vì thế những loại cốt súp chay của công ty thực phẩm Quốc Việt vẫn được bán với một cái giá thật là phải chăng cho những quý thính giả nào gọi đến cho Thu Hương là ở số 714-283-3663, extension là 321, 714-283-3663, extension là 321, thì chắc chắn rằng Thu Hương sẽ có những cái phần tặng quà cho quý vị rất là vui, để cho cũng biết rằng là cái thời gian mà mình ăn chay sẽ hết, và sự ưu đãi của công ty đối với quý vị trong những cái mùa chay thánh này. Dạ vâng, cảm ơn Thu Hương rất nhiều. Trong mùa nào thì Thu Hương và công ty Quốc Việt cũng có những nghĩa cử rất là dễ thương đối với đồng hương của chúng ta ở khắp mọi nơi. Và Minh Thi nghĩ là qua những cái buổi sinh hoạt nói chuyện như thế này đó, thì bà con rất là thú vị, cũng cho Minh Thi biết là rất là thích những cái món nấu ăn của Thu Hương và những cái cuộc trò chuyện của chị em mình để đem lại cái không khí vui tươi cho những sinh hoạt ở trong cộng đồng đó Thu Hương. Vâng, cảm ơn quý thính giả rất rất là nhiều đã gửi những lời khích lệ thật là lớn đối với bản thân của em cũng như là đối với công ty thực phẩm Quốc Việt qua những buổi trò chuyện với chị Minh Thi và qua làn sóng của đài Tiếng Nước Tôi. Thưa chị Minh Thi, nhiều khi chị em mình nói chuyện với nhau, mình cũng có học hỏi lẫn nhau, để mà không nhiều thì ít, không ít thì nhiều, cũng giúp cho quý thính giả được một cái ý tưởng có những cái bữa ăn thật là phong phú hàng ngày trong nhà mà không phải tốn quá nhiều thời gian, với những cách nấu dùng 18 thương hiệu cốt cô đặc của công ty thực phẩm Quốc Việt, cũng như là bánh phở tươi sợi lớn sợi bé, hay là bánh kẹp lá dứa như là bánh hồng không ít puff. Em không biết là hình như là đang mùa của bánh hồng không ít puff hay sao, mà em thấy quý thính giả mua bánh hồng kông ex-pop rất rất là nhiều trên mạng, mua nhiều hơn bánh bánh lá dứa nữa chị. Ngày xưa là bánh lá dứa là cao thủ, bây giờ đến bánh hồng kông ex-pop, thì em không biết là nó có một ý tưởng gì mà quý khách mua bánh hồng kông ex-pop rất nhiều ạ. Anh sắp đi chợ nè, sẽ về sớm thôi, em có cần mua gì không? Có. Anh nhớ mua khẩu trang mới nha. Cái này vẫn còn ok mà. Anh đã dùng nhiều lần, nó bị lỏng rồi. Để giảm tốc sự lây lan, chúng ta phải đề cao cảnh giác. Đeo khẩu trang vừa dặn nè, giữ khoảng cách 6 feet nè, tránh tụ tập đình đám, đi chích ngừa khi đến phiên mình. À, còn phải thay khẩu trang cũ kia nữa. Ok, em chỉ lo xa. Với hàng loạt biến thể mới của virus được phát hiện và dễ lây lan hơn, chúng ta không thể buông lỏng ý thức vào lúc này. Em nói có lý đó. Và lúc nào anh cũng muốn làm gương cho con cái noi theo mà, phải không? Chồng em mà. Chúng ta có thể làm được. Học cách bảo vệ mình và gia đình tại cdc.gov/coronavirus. Được bảo trợ bởi Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ. Chào chị. Ở yên trong nhà hoài khó chịu quá chị hả? Tưởng ở nhà là yên thân, nhưng cứ có cảm giác khói thuốc người khác hút làm tôi ngộp thở. Nhiều người nói họ bị hít khói thuốc người khác hút nhiều hơn khi ở nhà đó. Khói thuốc có thể lan tỏa qua ống thông hơi và kẽ hở trên tường. Khói thuốc người khác hút độc hại không ít. Chị nhớ giữ gìn lá phổi, nhất là lúc này nha. Nhưng biết làm gì đây? Có chứ. Có nhiều tài liệu chỉ dẫn cách chống khói thuốc xâm nhập nhà mình. Hãy ghé trang tobaccofreeca.com/việt để tìm hiểu. Xét nghiệm là một bước rất quan trọng để làm chậm độ lây lan của COVID-19.
Một số địa điểm thử nghiệm COVID-19 trong quận hạt Sacramento dùng tăm bông quẹt giữa khoang mũi của quý vị. Phương cách này miễn phí, đơn giản, không đau và chính xác, hệt như các phương pháp xét nghiệm khác. Thông tin quý vị cung cấp cho nơi xét nghiệm sẽ được sử dụng để liên lạc và thông báo kết quả cho quý vị trong vòng 3 ngày. Nếu kết quả dương tính, quý vị sẽ nhận được thêm thông tin và nguồn trợ giúp. Xin tìm hiểu thêm tại saccovid19collab.org. Thông điệp này do dự án SaccoLab của Trung tâm Y tế Sierra Health Foundation và Sacramento County cung cấp. Với tôn chỉ đơn giản và thuần túy, đơn giản trong cách nấu nướng và thuần túy để gìn giữ tinh túy thức ăn truyền thống Việt Nam, Quốc Việt Food Truyền sản xuất các thương hiệu cốt như cốt phở bò, cốt phở gà cùng 17 loại thương hiệu cốt khác, không dùng bột ngọt MSG hay hóa chất bảo quản. Quốc Việt Food có 8 sản phẩm chay, gồm cốt súp chay, được Hiệp hội Ăn Chay Vegan chứng nhận trên nhãn hiệu. Sản phẩm Quốc Việt Food luôn luôn đổi mới, bảo đảm hài lòng cho mọi người, mọi giới, mọi nơi. Hương sen tofu với các món ăn chay ngon miệng, canh chua, canh hổ qua, mì căng xào lăn, xào sả ớt, mắm thái chay, cá chay kho thơm, đậu hũ kho sả ớt. Rất rất nhiều món để quý vị chọn lựa và đem về cho những bữa cơm tối đầm ấm của gia đình. Các loại đậu hũ chiên hành, sả ớt, đậu hũ tươi, đậu hũ nước đường và sữa đậu nành nguyên chất. Các món ăn chay hấp dẫn còn bao gồm cả bánh ướt, bò bía, bò cuốn, bánh canh, bún riêu, hủ tiếu chay, xá xíu, xôi, chè. Xin ghé ngay 6830 Sutton Boulevard, Sacramento, điện thoại 916-391-8282, 391-8282. Chủ nhân Hương Sen Tofu trân trọng kính mời. Bánh Hồng Kông mà Thu Hương nói đó, đó, nó là loại như thế nào vậy Thu Hương? Thưa chị, bánh Hồng Kông ếch phớp là một loại bột mà trong đó có một cái hương thơm vanilla và nó có cái bột bánh nó là màu vàng, nó rất là dẻo, nó rất là giòn ở bên ngoài nhưng mà nó lại chui ở bên trong và ở chính giữa nó có một cái lỗ hổng để cho nó như là cái puff, người ta gọi puff, để cho nhiều khi quý thính giả muốn làm nhưng mà lại pha và chế thêm là cho những cái gì ở chính giữa cũng như là cho cream, hoặc là có khách hả lại dầm chuối với lại dâu tươi xong rồi nhét vào chính giữa ăn còn ngon hơn là ăn chuối chiên. Và em đã làm qua rồi, rất là ngon. Thì bánh Hồng Kông ếch phớp này nó đòi hỏi sẽ có một cái máy để mà làm. Cái máy làm bánh Hồng Kông ếch phớp này trên trang mạng của Quốc Việt Food hoặc Caffina đều có bán hết cái máy để làm bánh Hồng Kông ếch phớp này. Nó như là cái khuôn bánh khọt của mình nhưng mà cái bánh nó bằng cỡ to hơn cái đầu ngón tay cái của mình một tí. Thì nó có tới mấy chục cái ô như vậy đó để mình đổ ra được một cái bánh. Có nhiều quý khách đó, cái bánh Hồng Kông ếch phớp này quý khách đổ ra và quý khách lúc nó còn nóng đó, mình cuộn lại để mình làm cái ice cream cone, hoặc là có khách còn cho cái baby hot dog ngay chính giữa của cái bánh để mà mình thay vì mình ăn bánh mì với hot dog thì mình ăn bánh Hồng Kông ếch phớp và chính giữa có những cái baby dog nằm chính giữa của cái bánh. Vì cái bánh này lúc nào nó cũng cầm rất là nhẹ, nó giòn ở bên ngoài và nó dẻo ở bên trong thì mới đúng. Còn nếu như quý vị đổ bột nhiều quá, không có chỗ để cho nó nổi lên thì cái bánh của mình ăn sẽ nó không có ngon, vì cái bánh nó cầm nó ăn nó quá nhiều bột đi nó không ngon. Cho nên bánh Hồng Kông ếch phớp là một cái loại bánh mà chị thấy là ở bên Hồng Kông người ta hay bán ở trên đồ ăn ở food street đó chị, và rất là nổi tiếng. Em nhớ là mỗi năm mà tụi em mà công ty thực phẩm Quốc Việt làm hội chợ ở ngay chỗ Los Angeles là đa số là những người Hoa, cho nên cũng có rất nhiều tiệm bánh Hồng Kông ếch phớp, nhưng đặc biệt cái hàng bánh Hồng Kông ếch phớp của công ty thực phẩm Quốc Việt, chỉ có công ty thực phẩm Quốc Việt là một gian hàng người Việt Nam thôi, thì người ta xếp hàng rất rất là dài. Và em có tham khảo thì người ta nói là bên đây cái bánh ở ngoài nó giòn và ở trong nó dẻo, người ta thích hơn là cái bánh original của Hồng Kông ếch phớp, nó như là bánh bông lan ăn nó phớp thì nó không có thú vị. Cho nên vì thế em thưa với chị và thưa quý vị, những cái món ăn gì mà mình làm fusion cũng như là lẩu thái của cốt
xin lỗi chị, cốt xào bắp thái của công ty thực phẩm Quốc Việt, nếu mà chị làm bắp thái thì cái bắp thái của chị nó rất vừa miệng theo khẩu vị của người Việt Nam mình, chứ không phải là quá chua hoặc quá ngọt. Nếu mà chị đi ăn bắp thái ở nhà hàng Thái, và cốt lẩu Thái Lan cũng vậy, nếu chị dùng cốt lẩu Thái Lan của Quốc Việt thì sẽ có một cái hương vị nó rất là dịu, nó không có quá nồng, quá cay và quá dầu mỡ của Tom Yum Goong, tức là lẩu Thái Lan của nhà hàng Thái ạ. Một cái điểm đặc biệt rất thương là mình thì rất cảm kích khi mà công ty không những chỉ phát huy văn hóa dân tộc mà lại còn phát huy những cái món nổi tiếng ở khắp nơi trên thế giới để giới thiệu với đồng bào mình. Những cái món như là pad thai hay là Hồng Kông egg pouch, tuy lần đầu tiên nghe nhưng mà thế nào cũng phải thử thôi, là bởi vì trong cuộc sống mình không có cái dịp để đi du lịch, nhất là trong cái thời đại Covid này, thì chúng ta lại được thưởng thức bằng cách rất là đơn giản, đến với công ty Quốc Việt, lên trang mạng công ty Quốc Việt Food và chúng ta có thể mua những cái món ăn này, mà Thương lại nói là rất là dễ làm nữa. Ngoài ra thì những cái sản phẩm khác của mình mà mình thì cũng dùng hàng ngày đó, gần như là vậy, mỗi lần nấu súp canh hay là nấu các cái món ăn Việt Nam thì chúng ta có thể sử dụng những cốt cô đặc của công ty Quốc Việt để mà ướp những thức ăn trong thưa. Dạ thưa Vân, chắc chắn là được. Thưa chị, trả lời với chị là thưa chị, để em trả lời, trước khi trả lời câu hỏi chị thì em xin thưa với chị rằng ông bà ta thường có câu là giang sơn nào anh hùng đấy. Mình sống ở bên Mỹ này, mình có rất nhiều cơ hội để tiếp cận với rất nhiều văn hóa, mà văn hóa ẩm thực là một văn hóa rất là quan trọng. Chị Minh Thi có đồng ý với em không? Dạ vâng. Cho nên qua những cái thức ăn đó là mình biết được cái văn hóa của người ta. Và trở lại cái câu hỏi của chị, thưa chị, cốt cô đặc của công ty thực phẩm Quốc Việt không phải là chị chỉ có dành để nấu súp. Một cái mà đặc điểm, ưu điểm của công ty rằng cốt cô đặc này chị vừa nấu súp, chị vừa nêm nếm, chị vừa ướp thịt hoặc là làm nhân chả giò, ướp thịt. Như sáng nay em nướng thịt vai, thịt nạc vai đấy chị mua xong chị nhờ người ta slice nó ra cho hơi dày dày một tí, đừng có mỏng quá để mình về mình nướng. Và chị biết đó, khi mà chị làm cái nước mà để ướp á, em lúc nào cũng vậy đó, em lấy xì dầu nước tương gì đó em cho nó có cái nước thay vì mình cho nước lạnh, rồi bắt đầu em cho cốt hủ tiếu vô và em cho đường vô và em kho lại cho nó quẹt lại, xong rồi em mới để cho nó nguội, xong em mới ướp lên thịt nạc vai và bắt đầu em mới nướng, rất là ngon và rất là mềm. Không cần phải tí xíu này, tí xíu kia, tí xíu nọ. Cũng như là em có chia sẻ với chị về cái cốt lẩu Thái Lan mà chị nướng ướp với cá salmon á, chị nướng cũng rất là tiện. Bây giờ chị Minh Thi nói là bây giờ nếu mà mình muốn ăn một cái nồi bò kho, chị phải đi mua ngũ vị hương, màu điều, xả á, rồi thế này thế kia. Chị chỉ cần ngay một cái lon cốt bò kho Quốc Việt ướp vào thịt bò bắp. Cứ một cái lon như vậy là chị phải ướp 8 pound. 8 pound protein thì một nửa là phải là vegetable, là nửa là 4 pound cà rốt. 4 pound cà rốt thì phải có hành, một nửa của cà rốt là hành, là 2 củ hành. 2 củ hành, một nửa 2 củ hành là 1 củ tỏi. Cứ vậy mà chị nhớ cái ratio đó, không bao giờ em quên hết. Rất là nhiều món. Nhưng mà nếu mà chúng ta dùng cốt cô đặc của công ty Quốc Việt thì có thể bỏ qua những cái bước nhiều khi đó, phải không thưa? Chắc chắn là như vậy. Chị chỉ cần biết rằng 18 thương hiệu cốt cô đặc của công ty thực phẩm Quốc Việt, ở trong đó nó có những thành phần gì. Cũng như bây giờ chị Minh Thi muốn nấu bún mọc, nhưng mà chị nói là chị thì thích hành phi, nhưng mà ông xã chị ông lại không thích hành phi trong bún mọc, ông muốn hành phi để sau cùng cho cái hành phi nó giòn, thì chị phải dùng cốt súp heo. Chị biết tại sao không? Chịu thôi. Thưa chị, cốt súp heo và cốt hủ tiếu Quốc Việt giống nhau, chỉ khác nhau là cốt hủ tiếu của Quốc Việt có thêm hành hương phi. Cho nên khi mà chị biết những cái nguyên liệu ở trong cái lon cốt cô đặc thì chị có thể nấu được rất rất nhiều món. Cũng như có một người khách là đàn ông, anh ta dùng cốt lẩu Thái Lan để làm cái nacho dip, và anh đã có cho Thương công thức mà Thương rất là ngạc nhiên vì nó rất là ngon, mà theo cái sự sáng tạo của anh.
Cũng như bây giờ chị Minh Thi nói rằng chị thích ăn nấu phở gà, nhưng mà cái phở gà nó ngộ lắm, nó khác cái phở bò. Phở bò thì sao cũng được, nhưng mà phở gà lúc nào chị cũng dùng cái lon cốt phở gà Quốc Việt, và chị cho thêm tí đường phèn, không hiểu sao cái phở gà nó chịu ngọt hơn. Nhưng mà bây giờ chị đừng cho đường phèn, chị cho cốt súp chay của Quốc Việt vào, vì nó có độ ngọt tự nhiên của rau củ quả. Chị thấy, bây giờ chị Minh Thi nói, chị nấu đồ chay thì trước tiên bây giờ không có cốt súp chay của Quốc Việt. Chị phải hầm 2-3 tiếng rau củ quả chứ gì, để chị lấy nước ngọt. Nhưng mà khi cái nước ngọt đã có rồi, chị chỉ có nấu súp thôi, chị không làm đồ xào được. Còn cốt súp chay của công ty thực phẩm Quốc Việt, chị có thể cho thêm nước để chị làm nấu súp, hoặc là chị dùng cốt súp chay chị xào rau, kho đồ ăn chay, hoặc là nêm nếm chay. Chị thấy nó rất là đa dạng. Hay quá, dạ vâng. Đa dạng, tiện lợi và đỡ mất công, đỡ tốn thì giờ. Cảm ơn Thu Hương rất nhiều. Rất tiếc là thì giờ của chúng ta đã hết. Mình thì mong là Thu Hương sẽ trở lại vào tuần tới để mình chia sẻ những tin vui, cũng như là đặc biệt cách làm sao để có thể áp dụng những cái công thức nấu nướng rất là tuyệt vời của Thu Hương, và giúp cho gia đình mình có cơ hội thưởng thức những món ăn tuyệt vời mà người ta gọi là, như lúc nãy Thu Hương nói đó, văn hóa ăn uống, văn hóa thực phẩm. Nó là rất quan trọng bởi vì nó đem lại hạnh phúc cho mọi người, phải không Thu Hương? Dạ vâng, có thực mới vực được đạo, phải không chị? Cảm ơn chị Minh Thi rất là nhiều, em rất vui đã được nói chuyện với chị và quý vị, quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Chúc chị Minh Thi và quý thính giả một cuối tuần thật là bình an, và đừng quên đến chợ Vĩnh Phát hoặc chợ New Asia để có những lon cà phê Olin Southern Blend và tặng miễn phí một cái lon sữa. Quý vị có thể dùng 2 lon sữa đặc của Caffeina để làm 20 lon yogurt da ua ăn tại nhà. Chúc chị và quý vị có một cuối tuần vui. Kính chào chị và quý thính giả. Bữa Việt tốt, tốt đặc, tốt đêm ngon, giúp gia đình ta nấu nhiều món Việt Nam. Tôi biết quý vị đã nghe thông tin về COVID nhan nhản ở khắp mọi nơi. Tình hình vừa có xu hướng khả quan và vaccine đang được tiến hành, thì COVID có dạng mới lại xuất hiện, có vẻ lây lan nhanh và dễ dàng hơn. Nhưng tin tốt là chúng ta vẫn còn lo liệu được. Điều đơn giản nhất là tiếp tục đeo khẩu trang vừa vặn. Theo CDC, đó là một trong những cách tốt nhất để làm chậm sự lây nhiễm của COVID, cùng với giữ khoảng cách 6 feet, tránh đám đông và tiêm chủng khi đến phiên mình. Vẫn biết những điều này nghe quen thuộc, nhưng đích thật vẫn là cách tốt nhất để làm chậm sự bùng phát của COVID. Toàn thể cộng đồng cần phải đoàn kết để làm được điều đó. Hãy tiêm chủng khi đến phiên mình, tiếp tục đeo khẩu trang, giữ khoảng cách 6 feet và tránh đám đông. Quý vị có biết điều gì thật tuyệt vời đối với tôi không? Thật đơn giản làm sao khi chúng ta đều thực hiện được trách nhiệm của mình để giữ một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn. Chúng ta đều có thể làm được. Tìm hiểu thêm về vaccine tại cdc.gov/coronavirus, được bảo trợ bởi Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ. Cũng chẳng sao khi bạn thắc mắc làm cách nào mà vaccine được sản xuất nhanh như vậy. Đích thật là nhanh kỷ lục. Cũng chẳng sao vì càng hỏi nhiều càng được yên tâm. Sự thật là khi COVID-19 tràn lan, các nhà khoa học đã nghiên cứu trước và trên đường tìm ra những loại vaccine mà chúng ta cần. Nhiều năm nghiên cứu cộng với sự quyết tâm đã tạo nên thành tích. Họ không bỏ qua bước nào và cũng không đi đường tắt. Hãy theo bước chân của hàng triệu người đã được tiêm chủng an toàn. Hãy làm tròn bổn phận của mình. Hãy tiêm chủng vì sức khỏe cộng đồng. Tìm hiểu thêm về các loại vaccine an toàn, công hiệu và miễn phí tại vaccinateall58.com. Đây là thông báo từ Bộ Y tế Công cộng California. Sân bay Park West Lotus đã mở cửa với khu vực chơi game ngoài trời và các biện pháp an toàn sức khỏe hoàn toàn mới được áp dụng. Chơi các trò chơi yêu thích của bạn một cách an toàn với các tấm chắn trên bàn chơi. Mỗi khách hàng và nhân viên phải đeo khẩu trang, kiểm tra nhiệt độ, tăng cường vệ sinh và áp dụng cách ly khách sân bay. Ghé thăm Park West Casino Lotus ngay hôm nay trong khu Little Sài Gòn tại địa chỉ 6010 Stockton Boulevard, Sacramento. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 916-339-4929 hoặc vào trang mạng parkwestcasinolotus.com, gọi 1-800-426-2537 để được giúp đỡ khi có vấn đề về cờ bạc. Nếu quý vị không hài lòng với công ty bảo hiểm của mình,
hãy khởi đầu bằng một hành trình mới đầy sáng suốt. Agent Long Trần của công ty bảo hiểm American National nói lưu loát cả Anh lẫn Việt ngữ, rất vui mừng được giúp đỡ quý đồng hương và đem lại sự an tâm cho quý vị. American National có đủ các loại bảo hiểm mà quý vị cần: xe, nhà, nhân thọ, thương mại, nông trại. Xin gọi ngay cho Long Trần để được giúp đỡ miễn phí và vô điều kiện. Số điện thoại 916-800-2628, 916-800-2628. Địa chỉ website sectown.insure. Kính chào quý thính giả. Như chúng ta đã biết, mọi người đều bàn tán về Covid cả năm nay, từ việc tại sao cộng đồng của chúng ta bị đổ lỗi cho đến việc bảo vệ gia đình của mình và chọn khẩu trang nào thích hợp nhất. Cho dù chiến dịch tiêm chủng đang được tiến hành, đây cũng chính là thời cơ để tiếp tục bàn luận, đặc biệt là từ khi có biến thể mới của virus. Vâng, virus đã biến thể, còn virus xuất hiện từ năm ngoái có thể đã khác xa. Vì thế chúng ta nên tiếp tục khuyên nhau làm chậm sự lây lan bằng cách đeo khẩu trang vừa vặn, giữ khoảng cách 6 feet, tránh đám đông và đi chích ngừa khi đến phiên mình. Đây là những điều vẫn được CDC khuyến khích. Chúng ta cần phải cảnh giác cao, không chỉ vì biến thể mới của virus dễ lây hơn, mà vì càng ít người nhiễm COVID càng làm giảm sự lây lan và càng ít có cơ hội cho COVID biến thể. Cuộc chiến chống bệnh dịch vẫn chưa kết thúc. Chúng ta có vũ khí mạnh hơn là vaccine, nhưng chúng ta vẫn phải thực hiện trách nhiệm của mình thêm một thời gian nữa. Chúng ta có thể làm được. Tìm hiểu thêm về vaccine tại cdc.gov/coronavirus. Quảng cáo này được bảo trợ bởi Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ. Chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi hôm nay đến đây là chấm dứt. Xin thân ái kính mời quý thính giả đón nghe chương trình của Đài trên băng tần 1690 AM thứ hai đến thứ sáu từ 1 giờ trưa đến 3 giờ chiều. Trân trọng kính chào tạm biệt.